Ban đầu bọn họ phù tiên các cơ duyên vừa và đạt được cái này cái sáu văn vân mạch đan thời điểm, vậy giá cả, thật là theo nhặt không không bất kỳ khác biệt. Muốn thật là luyện đan sư, sao có thể sẽ không hiểu những thứ này đâu. Trong chốc lát, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là trở nên có chút do dự, theo kỳ quái. Ha ha, không lời chống đỡ đúng không? Mà ở thấy Mục Lôi Vân trên mặt dao động vẻ, Thác Bát Ba trên mặt cười mỉa kiêu ngạo, cùng với giễu cợt, lại là nồng nặc mấy phần. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Trần Phi, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, thanh âm có chút lạnh nói, thằng nhóc, tự tiện giả mạo luyện đan sư như vậy tôn quý thân phận, ngươi thật đúng là vô cùng gan dạ à. Loại này được là, ngươi là không đem chúng ta tôn quý luyện đan sư, coi vào đâu. Tên này càng nói càng là thuận lý thành chương, càng nói, càng vẻ mặt lẫm nhiên, đến cuối cùng này, thậm chí cũng còn đối với Trần Phi để lộ ra liền một ít sát ý. Không có biện pháp, chính là, như vậy tên lường gạt, lại có thể cũng thiếu chút nữa cướp đi hắn thành viên nòng cốt danh sách đề cử, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ không giận. Như thế nào có thể đủ không tức giận, thậm chí là đều cảm giác được có chút làm nhục. Nhưng mà nghe được cái này, Trần Phi vậy rốt cuộc có chút không nhịn được, nhìn Trần Phi, con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi ở nơi này lầm bầm lầu bầu lâu như vậy, hẳn sẽ rất mệt mỏi, nhưng là, ta vẫn là muốn biết ngươi là như thế nào phán định cái này vân mạch đan không phải ta luyện. Hay hoặc là chính ngươi làm như chưa thấy, cảm thấy ta tuổi tác như vậy, không thể nào là so ngươi lợi hại hơn luyện đan sư. Lời vừa nói ra, Mục Lôi Vân sắc mặt lập tức đổi một cái, ánh mắt hơi lóe lên. Bởi vì Trần Phi lời này không khỏi nói có chút quá thẳng thừng. Nhưng đúng là... Nếu không phải Thác Bát Ba không muốn, hay hoặc là không dám thừa nhận, bạn cùng lứa tuổi chính giữa, sẽ có so hắn lợi hại hơn luyện đan sư, hắn làm sao sẽ vạn dặm điều điều, truy đuổi đến nơi này phá rối. Nói trắng ra, không phải là sợ chính hắn bị phía trên coi trọng, bị những người khác cho đỉnh hết, từ đó, lại mất hết vậy 10 năm một lần chi nhánh thành viên nòng cốt danh sách đề cử. Dẫu sao cái này thành viên nòng cốt vị trí đề cử tư cách, bọn họ thành U Lang chi nhánh. 10 năm mới có một cái. Hắn Thác Bát Ba dĩ nhiên không thể nào đợi thêm khi đến cái 10 năm. Vậy chân thực quá lâu. Ngoài ra, như quả không ngoài dự liệu, bong bóng hẳn là cuối tuần rời đi quê quán, mùng 8 đại khái liền khôi phục bình thường đổi mới đi. Đặc biệt ở đây thông báo một tiếng. Thác Bát Ba cũng chỉ có 35 tuổi, ở hắn loại tuổi tác này có thể thành là luyện đan sư cấp 4, đúng là coi như thiên tài luyện đan sư, trong một vạn không có một. Có thể rất hiển nhiên càng hắn loại này từ nhỏ ngậm kim canh chìa khóa lớn lên, được nhìn chăm chú luyện đan sư thiên tài, thì càng khó mà chịu đựng cái loại đó có bạn cùng lứa tuổi có thể so hắn mạnh hơn, lợi hại hơn tâm lý mất thăng bằng. Bởi vì có người so hắn mạnh hơn, thì biết đại biểu hắn trên đầu hào quang, quang vinh, sẽ hết đếm tản đi. Bị nhìn chăm chú trình độ theo phân lượng cũng biết thật to hạ xuống. Người khác cũng không biết giống hơn nữa trước như vậy, không lưu dư lực chúng tinh phủng nguyệt. A-dua hiến mị, thổi nâng hắn. Đây đối với đã thành thói quen liền, người trên người, bạn cùng lứa tuổi thứ nhất, bọn họ loại này thiên tài mà nói, dĩ nhiên là rất khó lấy tiếp nhận một chuyện. Tựa như cùng bây giờ. Người nói ta, làm như chưa thấy. Chỉ gặp Thác Bát Ba nghe vậy, trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên có chút âm lạnh lên. Nhìn Trần Phi, hắn ngẩng đầu, một mặt châm chọc nói, xem ra ngươi là thật không biết ta là ai. Tốt lắm. Vậy ta bây giờ liền rất rõ ràng, thật nghiêm túc nói cho ngươi. Hắn đưa tay trực tiếp là chỉ hướng mình ngực, mặt đầy ngạo nghễ nói. Ta Thác Bát Ba, xuất thân đan dược danh môn Thác Bát gia tộc. Ở nơi này thành U Lang hạt hạ bên trong, chúng ta Thác Bát gia tộc thuật luyện đan gọi thứ hai, vậy thì tuyệt không có những gia tộc khác dám gọi thứ nhất. Mà ta Thác Bát Ba, 2 năm trước thì đã luyện chế thành công gia cấp 4 hạ phẩm đan dược, trở thành một người cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Còn được công nhận là trong gia tộc trẻ tuổi đồng lứa hai lớn thiên tài nhất luyện đan sư một trong thiên tài, người biết cái này ý vị như thế nào không? Liền ta Thác Bát Ba bực thiên tài này luyện đan sư, cũng không luyện chế được 6 văn vân mạch đan, người cảm thấy, người loại này hạng người vô danh dựa vào cái gì thổi phồng mình có thể luyện chế được. Ai tin? Nói đến đây, Thác Bát Ba trên mặt lại là hiện ra lau một cái thật sâu cười nhạt, cùng giễu cợt. Nhìn Trần Phi diễn cảm giống như là có chút cực độ khinh thường, nói, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, có chút thời điểm hợp ý mưu lợi quả thật có thể đi một ít đường tắt. Nhưng là,
cái này cũng có thể sẽ trở thành là ngươi tự đào mộ ngu xuẩn hành vi, hiểu ý của ta không? Thác Bát Ba mắt lộ ra hung quang, trong lời nói mặt trực tiếp là mang uy hiếp. Nghe vậy, Mục Lôi Vân vậy trực tiếp là có chút trầm mặc. Nhìn về Trần Phi ánh mắt lóe lên không chừng. Cái này Thác Bát Ba lúc này cử động mặc dù có quỷ, vì tư lợi chiếm đa số, nhưng không thể chối, hắn mà nói, nhưng cũng quả thật có đạo lý. Sáu văn vân mạch đan cái loại đó cực phẩm bảo đan, không phải đùa giỡn. Rất nhiều thế hệ trước luyện đan kỳ nhân cũng luyện không ra, bó tay. Cái này Trần Phi như vậy trẻ tuổi, thậm chí thật giống như so Thác Bát Ba cũng còn nhỏ hơn, như thế nào luyện chế ra được. Cái này Thác Bát Ba mặc dù tính cách không được, nhưng dù sao cũng là thân nổi danh cửa, một tay thuật luyện đan cũng không phải là lãng đắc hư danh. Nếu không, đối phương trước kia dựa vào cái gì đạt được bọn họ phù tiên các coi trọng. Cho nên, chẳng lẽ nói, lần này thật là bọn họ ngành tình báo xem nhìn sót, bị gạt. Mục Lôi Vân có chút trần chờ theo do dự. Phải không, nha, vậy ta vậy có đôi lời muốn nói cho ngươi, có lúc tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, thật giống như liền không khỏi lộ vẻ được quá ngu xuẩn. Ở trên thế giới này, luôn sẽ có một số người, là ngươi cao không thể đạt tới, không cách nào coi như nhau. Trần Phi lúc này sắc mặt cũng là lộ vẻ được có chút lạnh nhạt đứng lên. Nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên nói à, làm người mà, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nếu không ngươi thật lấy là khắp thiên hạ người cũng cùng ngươi như nhau, là ếch ngồi đáy giếng, còn chỉ có loại trình độ đó. Nói đến đây, Trần Phi không nhịn được lắc đầu một cái. Đứng dậy, nhìn vậy lâu không nói lời nào Mục Lôi Vân nhàn nhạt nói, Mục tiên sinh, đa tạ mời, bất quá, ta bây giờ vẫn là cáo từ đi. Sẽ gặp lại. Dứt lời, liền gặp hắn muốn xoay người rời đi. Như vậy trường hợp, phim như vậy tình, hắn thật là có chút ngán. Mục Lôi Vân sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng. Đứng lại, ai bảo ngươi đi, bị Trần Phi một hồi cướp bạch, Thác Bát Ba thần sắc lạnh như băng, quát đang chuẩn bị xoay người rời đi Trần Phi. Trong ánh mắt mang chút dữ tợn, còn có sát ý. Thằng nhóc này, lại dám như vậy giễu cợt, giáo dục mình, thật lấy là hắn là cái thứ gì? Hừ, đơn giản là tự tìm cái chết. Không đi vậy ngươi còn muốn nói điều gì? Còn chưa nói đủ. Trần Phi xoay người lại, không thú vị khấu trừ trừ lỗ tai, nhìn Trần Phi, thái độ lộ vẻ được phá lệ khinh thị. Giống như là căn bản là không có đem đối phương coi ra gì. Dĩ nhiên, trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Đối phương loại này người, 35 tuổi cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, ở nơi này thành U Lang cố nhiên đã coi như là rất tốt, nhưng ở hắn Trần Phi trong mắt, nhưng cũng cứ như vậy, không đáng giá một đề ra. Người như vậy thái độ. Là cảm thấy ta không tư cách dạy bảo ngươi. Chỉ gặp Thác Bát Ba ánh mắt âm trầm nhìn Trần Phi, thanh âm bao hàm sát ý nói. Nếu không thì sao, Trần Phi phẩy một cái đầu, hỏi ngược lại, ngươi là cảm thấy ngươi thực lực rất lợi hại, vẫn là thuật luyện đan của ngươi rất lợi hại. Xin lỗi, liền ta bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng chỉ đều là như vậy. Nghe được cái này, Mục Lôi Vân diễn cảm trực tiếp là có chút ngây dại. Bởi vì Trần Phi lời này giọng thật sự là có chút quá lớn, như là giả, vậy còn tốt, chỉ khi nào nếu là thật đâu. Vậy đơn giản, đến tột cùng là cần bực nào kinh người thực lực, mới có tư cách như vậy khinh thị thành U Lang đại danh đỉnh đỉnh thiên tài Thác Bát Giã. Hắn bây giờ đầu óc choáng váng, không biết, nhưng, loại chuyện này mà thật giống như tùy tiện suy nghĩ một chút liền cũng có thể nghĩ đến chứ. Cái này Trần Phi... Hắn đến tột cùng là từ đâu lấy được những thứ này tự tin? Hắn, thật có năng lực như vậy sao? Vậy cứ như vậy, vậy cứ như vậy, tốt, rất tốt, ha ha, ha ha ha. Thác Bát Ba trước một giây còn thần sắc dữ tợn, sau một giây, nhưng lại giận dữ ngược lại cười. Nhìn Trần Phi, trên mặt đột nhiên hiện ra một món khinh thường. Nếu ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt lắm, vậy ta Thác Bát Ba sẽ để cho ngươi xem, ta bực này luyện đan sư thiên tài. Kết quả có hay không tư cách dạy bảo ngươi loại này giả danh lừa bịp tên lường gạt. Vừa nói, Thác Bát Ba nhấc tay một cái, một kiêu màu vàng đất diễm hỏa tựa như là linh xà vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi nhiệt liệt sóng lửa, đối diện nhào tới, khí thế cuồn cuộn. Mục Lôi Vân diễn cảm không thay đổi, hiển nhiên là đã sớm nhận được. Ngọn lửa này, chính là Thác Bát Ba cường đại nhất dựa vào. Cũng là bọn họ phù tiên các coi trọng nhất tiềm lực, theo thiên phú.
Nhìn ngọn lửa kia, Trần Phi ngược lại là hơi thần sắc ngớ ngẩn, rồi sau đó là có chút bất ngờ cười lên. Nhìn vậy một mặt ngạo nghễ Thác Bát Ba, nói, nguyên lai là thiên địa dị hỏa à. Ta nếu là không nhìn lầm, người đây cũng là xà tâm địa linh diễm. T, chủ nhân ngươi nói đây chính là, truyền thuyết kia ở giữa thiên địa dị hỏa. Nghe vậy, Thương Khôn ngược lại là hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được giật mình nói. Thiên địa dị hỏa, tại tu chân giới chính giữa vô cùng là nổi danh, vậy cực độ chân quý cùng hiếm thấy. Bởi vì đây là đại tự nhiên một loại năng lượng khủng bố biểu hiện hình thái, uy lực vô cùng, nếu là có thể bị bắt là đã dùng, vậy càng là bị người tiện đố kỵ phúc trạch. Hắn giá trị căn bản là không có biện pháp dùng cái gì linh thạch để cân nhắc. Trăm bảo không đổi. Cho nên, hắn Thương Khôn hiện vào lúc này mới có thể lộ vẻ được giật mình như vậy. Bởi vì đây hoàn toàn là hắn khái niệm trong truyền thuyết bảo vật, không nghĩ tới, bây giờ lại có thể thật có thể sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Theo lý thuyết, Thương Khôn như bây giờ cực độ kinh ngạc theo chấn động diễn cảm, rơi vào Thác Bát Ba trong mắt, là hẳn làm hắn sinh ra vô cùng là bành trướng vẻ tự đắc mới đúng. Nhưng mà thực tế nhưng có chút ra vào. Chỉ gặp Thác Bát Ba, Mục Lôi Vân nghe được Trần Phi lời này, cơ hồ đồng thời trên mặt cũng nổi lên, gặp quỷ kinh ngạc, chấn động thần sắc. Ngươi lại có thể biết cái này thiên địa dị hỏa. Thác Bát Ba cặp mắt trợn tròn chờ Trần Phi, một mặt hoang đường vẻ. Bởi vì hắn cái này thiên địa dị hỏa, toàn bộ thành U Lang người đều biết là thiên địa dị hỏa, có thể lại không có người bất kỳ có thể đâu ra đấy nói ra lai lịch của nó. Thậm chí coi như là phù tiên các vậy chờ bước thành trì siêu cường thế lực, cũng đều còn chưa biết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể như vậy nghiêm trang nói ra, hắn như thế nào có thể đủ không khiếp sợ? Trần Động Chủ, người thật biết Thác Bát công tử cái này thiên địa dị hỏa. Mục Lôi Vân lúc này cũng có chút nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhìn Trần Phi, một mặt thần sắc hơi có vẻ quỷ dị, nói. Cái này rất kỳ quái sao? Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói, thiên hạ thiên địa dị hỏa phân tam đẳng, cái này xà tâm địa linh diễm đứng hàng cuối cùng trung du. Ngươi nói xạo, thật là nói láo càng nói càng lớn, ngươi lấy là ngươi là ai? Có thể biết ta Thác Bát gia tộc, còn có toàn bộ thành U Lang cũng không biết thiên địa dị hỏa. Thác Bát Ba lập tức đem Trần Phi nói cắt đứt, lạnh như băng nói. Hắn bây giờ tâm trạng có chút kích động, một là bởi vì là, Trần Phi lời kia ở giữa, cuối cùng trung du, ở hắn trong tai rất chói tai. Ngoài ra, hắn sao có thể nguyện ý tin tưởng, liền loại này, tên lường gạt, sao có thể sẽ so bọn họ toàn bộ thành U Lang người, cũng hơn nữa kiến thức uyên bác. Biết hắn cái này thỉnh thoảng được thiên địa dị hỏa là cái gì? Vậy tuyệt đối không thể nào. Ta nói xạo, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái này thiên địa dị hỏa có phải hay không ở vượt qua 7.000 gạo trở xuống chôn trong hang động đá vôi tìm được? Lúc ấy cái này xà tâm địa linh diễm hẳn vẫn là một bụi thực vật biểu hiện hình thái, dựa lưng vào vách tường hẳn là màu đen, có tương tự với như vậy văn. Trần Phi bĩu môi, cũng không tức giận, ngược lại là thuận miệng lấy, như vậy mở miệng nói. Bất quá hắn càng nói nhiều, Thác Bát Ba sắc mặt thì càng tái nhợt, bởi vì Trần Phi nói, lại và hắn ngày đó trải qua không kém chút nào. Im miệng, ngươi là làm sao biết? Thác Bát Ba chán hơi đổ mồ hôi. Lớn tiếng đem Trần Phi nói cắt đứt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liên loại này thông thường cũng không biết, còn lắp thêm là một người luyện đan sư. Trần Phi tiếp tục bĩu môi, nói. Nhất thời, Thác Bát Ba trực tiếp là một đỏ mặt lên. Không nói ra lời. Trên mặt thần sắc cực độ mất tự nhiên, rất khó xem. Hừ. Bất quá sau đó, liền gặp hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng hốt hoảng theo lúng túng. Ngẩng đầu, nhìn Trần Phi lạnh như băng ngạo nghễ nói, nếu ngươi như vậy rõ ràng thiên địa dị hỏa, cũng đúng lúc, cũng không cần ta nói thêm nữa minh, chúng ta giữa chênh lệch ở đâu đi. Bây giờ ngươi còn dám cho rằng, ta Thác Bát Ba, không tư cách dạy bảo ngươi loại này tên lường gạt. Tên lường gạt, Trần Phi đập đi một chút miệng, trong mắt nhỏ híp lại. Một lát sau, liền gặp biểu tình lại trở nên có chút cười mỉa. Ta nhớ ta mới vừa rồi cũng đã là nhắc nhở qua ngươi chứ. Rồi sau đó, liền gặp hắn cười mỉa nói. Nhắc nhở ta, ngươi là thứ gì, cũng phối hợp. Thác Bát Ba sắc mặt trầm xuống, quát lạnh. Ta không xứng, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, ta nói hết rồi, người mà, khiêm tốn một chút tốt.
Thôi, nếu ngươi nếu không phải là đi ta hỏng súng này lên đụng, tốt lắm, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi kêu Thác Bát Ba đúng không? Như vậy xin hỏi, tôn quý Thác Bát luyện đan sư thiên tài các hạ, ngươi nếu là không vận dụng xà tâm địa linh diễm luyện đan, cao nhất, có thể luyện chế ra phẩm cấp gì đan dược? Trần Phi mặt tươi cười, có thể nụ cười kia, rơi vào Thác Bát Ba trong mắt, nhưng ở cái này ngay tức thì thật giống như trở thành cái gì kinh khủng nhất ác ma. Thác Bát Ba nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, con người xúc tới mũi châm, hắn vốn là có chút trắng bệch sắc mặt, lại là vào thời khắc này lập tức lột xác một chút màu sắc cũng không có. Trắng bệch như tờ giấy tấm. Sát theo, vậy từng luồng sợ hãi, lại là leo lên tim hắn. Chặt chặt cắm rễ, giống như là ác ma dây leo. Trần Động Chủ, ngươi lời này là ý gì? Có thể hay không nhỏ nói một chút, Mục Lôi Vân lúc này cũng là chen miệng vào đi vào. Mặt đầy ngưng túc cùng thần sắc mâu như vậy. Hắn tựa hồ, đã từ Trần Phi nói trong đã hiểu cái gì. Cái này Thác Bát Ba, là dựa vào xà tâm địa linh diễm, mới được là cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Vậy nếu là không có cái này thiên địa dị hỏa, hắn lại là đẳng cấp gì luyện đan sư? Điều này rất trọng yếu. Đại biểu bọn họ Phù Tiên Các, phải chăng bị lừa gạt? Ngươi rốt cuộc hỏi trọng điểm. Trần Phi cười một tiếng. Nói thiên hạ thiên địa dị hỏa có một số ít có thể trợ giúp luyện đan sư tinh luyện dược liệu, tăng lên sức thuốc, cái này xà tâm địa linh diễm, chính là một cái trong số đó. Ngươi nói xạo, nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người. Thác Bát Ba sắc mặt lập tức liền kích động, sắc mặt trắng bệch, môi run run, dùng tay chỉ Trần Phi tức giận mắng. Hắn bây giờ giống như bị dò phá cái gì trong lòng bí mật. Phản ứng vô cùng là khác thường. Ta nói bậy nói bạ, được rồi. Trần Phi cười nhạo một tiếng, nhìn Thác Bát Ba sắc mặt khinh thường, nói, thật ra thì ta nói rất dễ dàng liền có thể chứng minh, ngươi dám làm chúng ta mặt mà, không cần xả tâm địa linh diễm luyện một lần đan sao. Cái này liền trực tiếp chân tướng rõ ràng, bất quá, ta xem ngươi dạng như bây giờ thật giống như cũng không dám thử một chút. À, ngươi nói xạo, ta không dám, ngươi có biết hay không ta Thác Bát Ba là ai? Thác Bát Ba ánh mắt hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch. Chán hiện ra mồ hôi hột. Sắc lệ nội cha hét. Đây rõ ràng là rất biểu hiện trột dạ. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn Trần Phi dữ tợn, lạnh lùng nói, chó má, ngươi là muốn cùng ta Thác Bát Ba kết làm tử thù. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ta thân phận gì tầng thứ gì? Dựa vào cái gì ở các người trước mặt nói luyện đan liền luyện đan? Chó má ta nói cho ngươi, ngươi không xứng. Trần Phi con ngươi khẽ híp mị. Bất quá sau đó hắn liền mặt đầy diễu cợt, mặt đầy diễu cợt cùng khinh thường. Bây giờ, hắn đương nhiên biết rõ đối phương là một tây bối hàng tỷ lệ, tuyệt đối là muốn chiếm đại đa số. Đổi câu tới nói cách khác, tên này vạn dặm điều điều chạy tới nói hắn là tên lường gạt, kết quả, mình phía dưới mông mới thật giống như là chân tránh không sạch sẽ. Thật là ha ha, thật là thú vị à. Mục tiên sinh, đây chính là các người Phù Tiên các cái gọi là luyện đan sư thiên tài. Mặc dù coi là ta lắm mồm, nhưng cái này loại người, ta cảm thấy các người vẫn là cần lại lau mắt sáng tỉnh nhiều xem. Đừng bị gạt à, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, phiết đầu nhìn về vậy một bên Mục Lôi Vân, nói. Nghe vậy, Mục Lôi Vân mặc dù không có nói chuyện, có thể trên mặt hắn thần sắc cũng đã là có chút khác thường theo trầm mặc. Bởi vì Trần Phi giải thích một khi tọa thực, vậy thì tất sẽ đối với Thác Bát Ba. Đối với bọn họ Phù Tiên các chi nhánh cao tầng tạo thành to lớn đánh vào. Thì ra như vậy bọn họ vẫn luôn bị kỳ lừa gạt xoay quanh, giống như người ngu ngốc như nhau. Nhất thời, Thác Bát Ba trong lòng liền cuồng nhảy cỡn lên. Môi lay động, gương mặt trắng bệch, sắc mặt dị thường âm trầm cùng khó khăn xem. Mục chấp sự đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạ. Rồi sau đó liền gặp hắn kêu la như sấm đứng lên. Một ngón tay chỉ Trần Phi lỗ mũi. Trên cổ gân xanh nổi lên, sắc lệ nội cha, hét ngươi, ngươi lại dám làm nhục ta. Thật là tự tìm đường chết. Làm nhục ngươi, tự tìm đường chết. Trần Phi cười ha ha một tiếng, nhìn đối phương có chút tự tiếu phi tiếu nói, ta phát hiện ngươi là thật rất có khôi hài mới có thể. Nói thật đó chính là làm nhục ngươi. Tốt lắm, có bản lãnh ngươi liền chứng minh một chút à, chứng minh ta nói đúng giả, ngươi Thác Bát luyện đan sư thiên tài đại nhân, là có chân tài thực học. Ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi mình cũng không nhịn được tuét miệng vui vẻ cười to đứng lên.
Bởi vì hắn loại này cử động đơn giản là đem đối phương ép vào tuyệt lộ à. Bất quá, đáng đời. Ai kêu tên này không phải phải tự làm đâu. Có đôi lời nói hay, trời làm bậy do khả vi, từ làm bậy không thể sống, trời bỏ qua cho ai. Ngươi nói xạo, ngươi là thứ gì? Ta Thác Bát Ba nhưng mà thành U Lang năm trẻ một đời kiệt xuất nhất luyện đan sư một trong thiên tài, dựa vào cái gì ngươi nói chứng minh, ta liền chứng minh. Nói cho ngươi, chó má, ngươi không cái này tư cách. Thác Bát Ba ánh mắt chớp động, hốt hoảng cực kỳ. Nghiêm nghị hét, trong ánh mắt kia thật là giống như là có thể phun ra ngoài lửa. Hiển nhiên, Trần Phi đích xác là đem hắn xương sườn mềm cho vạch trần. Xé ra chỗ đau. Hắn đích thực là dựa vào xà tâm địa linh diễm mới được là cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Nhưng vấn đề là loại này, cực kỳ bí mật, làm sao có thể đủ công chư với nhiều người. Hắn bây giờ thật là sắp điên rồi. Trong lòng hối hận tới cực điểm. Nếu sớm biết sẽ là như vậy, hắn tuyệt sẽ không tới chiêu chọc Trần Phi. Thậm chí, còn biết tránh được xa xa, không gặp tốt nhất. Có thể chỉ tiếc, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Thác Bát công tử, liên quan tới Trần Động chủ giải thích, ta sau này sẽ bẩm báo đi lên. Ngươi nếu không phải nguyện ý ở nơi này hướng chúng ta biểu diễn, hướng chúng ta chứng minh, vậy thì sau đó hướng đi ba vị đại nhân nói rõ đi. Chuyện này, ta đã không làm chủ được. Nhưng vào lúc này, Mục Lôi Vân vậy mặt không cảm giác thêm một cây đuốc. Nhàn nhạt nói, cùng lúc đó, hắn lại lần nữa nhìn về Thác Bát Ba ánh mắt, vậy nhiều hơn mấy phần lạnh lùng cùng cười nhạt. Hắn nguyên vốn cũng không phải là rất thích cái này tâm cao khí ngạo người, không nghĩ tới bây giờ, lại còn là một tên lường gạt. Thật đúng là, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, à. Hắn lại không ngốc, chỉ là xem Thác Bát Ba hiện vào lúc này các loại phản ứng, liền rất rõ ràng có thể rõ ràng một hai. Cái này Thác Bát Ba tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Nếu không, cần gì phải như vậy chột dạ, mặt cũng liếc. Không phải. Mục chấp sự ngươi nghe ta giải thích, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, ta Thác Bát Ba nhưng mà chúng ta Thác Bát gia tộc trăm năm qua năm trẻ một đời lợi hại nhất hai đại thiên tài luyện đan sư một trong, ngươi phải tin tưởng ta à? Nghe vậy, Thác Bát Ba sắc mặt lập tức liền biến, thương hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch nói. Hắn dĩ nhiên biết, chuyện này nếu là thật thọt đi lên, hắn thì xong rồi. Hơn nữa, cái này không chỉ có giới hạn ở Phù Tiên Các. Chuyện này nếu là bọn họ bị Thác Bát gia tộc biết, trong tương lai hắn trong gia tộc địa vị, vậy nhất định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Quang giải thích có ích lợi gì? Có bản thân chúng ta đơn độc tới luyện một chút, nếu không như vậy, ngươi không phải sợ ngươi về điểm kia bí mật nhỏ bị vạch trần ra. Vậy chúng ta liền đánh cuộc tốt lắm, ngươi phải thắng ta, ta bảo đảm ngươi về điểm kia bí mật nhỏ Mục tiên sinh tuyệt đối là thối rữa ở trong bụng, ta cũng giống vậy. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, khóe miệng tránh ra, cuối cùng là bộc lộ ra hắn mục đích thực sự. Cười nói, nhưng ngươi nếu bị thua, ngươi vậy đoàn thiên địa dị hỏa liền thuộc về ta, như thế nào? Không được. Ngươi si người nằm mơ. Lời vừa nói ra, Thác Bát Ba, Mục Lôi Vân cơ hồ là đồng thời sắc mặt đổi một cái. Không chút do dự thái độ kiên quyết cự tuyệt. Trần Động Chủ, ngươi cái này lời cũng không thể tùy tiện loạn làm trò đùa. Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi con ngươi lóe lên nói. Cái này xà tâm địa linh diễm nhưng mà thiên địa dị hỏa, coi như là Thác Bát Ba không xứng với, cũng không khả năng tùy tiện nhường cho những người khác à. Hơn nữa, Trần Phi dựa vào cái gì để cho hắn im miệng. Thác Bát Ba cũng là mặt đầy âm trầm giễu cợt nói, nguyên lai ngươi là nhìn lên ta cái này thiên địa dị hỏa. Làm sao, hâm mộ sao, có thể ta dựa vào cái gì và ngươi đánh cuộc. Mặc dù hắn bây giờ tâm phiền ý loạn, tâm tư vô cùng sốt ruột, có thể hắn dẫu sao không ngốc, thiên địa dị hỏa quý báu dường nào. Hắn tại sao phải lấy ra đánh cuộc? Ha ha! Vèo! Trần Phi ha ha cười một tiếng, nâng lên tay, đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời một khiêu màu đỏ thẫm ngọn lửa tựa như là ủng có sinh mệnh vậy, ở bàn tay hắn chính giữa xuất hiện, trông rất sống động quanh quẩn, cưỡi mây lướt gió, hóa hóa rồng phượng. Sóng nhiệt đối diện nhào tới. Người thắng! Ta cái này dị hỏa thuộc về ngươi, ngươi thua, ngươi vậy dị hỏa thuộc về ta. Lần này ngươi tổng không biết cảm thấy, ta vẫn là ở chiếm ngươi tiện nghi chứ. Trần Phi khóe miệng nhấc lên người ngoài xem không hiểu xấu xa cười đều cho. Cười nói, chỉ có trong thức hải trận kinh không thấy tình cảnh này, diễn cảm trực tiếp là ngẩn người, rồi sau đó,
lau một cái cổ quái thần thái trực tiếp là hiện đầy hắn cả khuôn mặt bàng. Người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Trần Phi trên tay cái này không phải cái gì dị hỏa. Rõ ràng chính là hắn tu luyện công pháp tu luyện ra được tam dương chân hỏa à. Thằng nhóc này, thật là quá hư chút, bất quá Trần Phi đổ là một bộ an lòng lý được dáng vẻ. Bởi vì hắn đây rõ ràng là ở Khương Thái Công câu cá. Người vậy tam dương chân hỏa thật là thiên địa dị hỏa. Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi còn. Dù sao ta cũng sẽ không thua. Trong thức hải, Trần Phi, Trần Kinh không hai người ngươi một lời ta một lời, trực tiếp là làm vậy người sau nghe có chút xốc xếch. Quả nhiên à, thằng nhóc này ban đầu chính là đánh cái này một bụng ý nghĩ xấu. Người đây cũng là thiên địa dị hỏa. Thác Bát Ba nhìn Trần Phi trong tay trông rất sống động liệt diễm, con người có giúp một cái, lau một cái vẻ tham lam xông lên gương mặt. Có thể nói không khoa trương chút nào một câu, hắn Thác Bát Ba mới có thể có ngày hôm nay thành tựu như vậy, hắn xà tâm địa linh diễm ít nhất phải chiếm 70% công lao. Cho nên, hắn lại làm sao có thể ngăn cản những thứ khác thiên địa dị hỏa cám dỗ. Trần Động chủ ngươi vậy có thiên địa dị hỏa, khó trách. Mục Lôi Vân lúc này vậy là một bộ, bừng tỉnh hiểu ra, vẻ. Nguyên lai Trần Phi cũng là có thiên địa dị hỏa, vậy thì không trách, hắn có thể luyện chế ra 6 văn vân mạch đan. Như thế nào, một câu nói, có dám đánh cuộc hay không? Yên tâm, ta sẽ yêu cầu hạn chế ngươi cái gì, ngươi nếu là muốn dùng cái này xà tâm địa linh diễm luyện đan, vậy tùy tiện, bất quá tương ứng, ta cũng giống vậy. Mọi người như vậy liền đều là ở cùng chạy một đường. Trần Phi tránh không đáp Thác Bát Ba hỏi, ngược lại là, hướng dẫn từng bước nói. Dù sao cái này xà tâm địa linh diễm rơi vào tay của ngươi cũng là phí của trời, còn không bằng nhường cho ta, để cho ta đem người dùng đúng việc. Trần Phi ở trong lòng như vậy nói thầm. Thác Bát Ba sắc mặt âm trầm, lại là muốn đáp ứng, lại có chút không dám. Đây đối với hắn mà nói, không khác nào là một lần sinh tử trọng đại lựa chọn. Thắng, đem một bước lên trời. Thua, chính là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất là, hắn bây giờ còn có cái chuôi phạm ở Trần Phi trong tay. Hắn cũng không dám để cho mình thân trong lòng, dựa vào xà tâm địa linh diễm, mới được là cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư sự việc, bị phù tiên các theo Thác Bát gia tộc biết. Đến lúc đó, hắn thân phận, tầng thứ đem vừa rơi xuống ngàn trượng. Lại không còn từ trước. Thác Bát công tử, đừng xung động, Mục Lôi Vân con người hơi chớp mắt. Nhìn Thác Bát Ba mở miệng nói. Tuy nói nếu là Thác Bát Ba thật là dựa vào cái này xà tâm địa linh diễm, mới được là cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, như vậy hắn giá trị thì biết thật to hạ xuống. Nhưng coi như là sẽ hạ xuống, có thể cũng không phải sẽ hoàn toàn không dùng à. Hơn nữa, hắn Thác Bát Ba một khi nếu là sa sút, xà tâm địa linh diễm liền đem sẽ đổi chủ. Thật nếu là nói như vậy. Vì sao không đem cái này thiên địa dị hỏa nhường cho bọn họ phù tiên các? Hiển nhiên, không biết là chủ quan suy nghĩ, vẫn là theo bản năng, hắn trong lòng bây giờ mặt có một loại trực giác. Đó chính là Thác Bát Ba bị thua tỷ lệ, có lẽ sẽ lớn hơn. Có thể Mục Lôi Vân càng như vậy nói, Thác Bát Ba thì càng cảm giác có chút tim đập rộn lên. Hắn cũng không tin Mục Lôi Vân cái này ngày thường nhìn hắn không thuận mắt người, sẽ ở thời điểm này đối với hắn có tốt bụng. Chuyện này một khi nếu như bị hắn thọt đi lên, bị chi nhánh ba vị lớn người biết, Thác Bát Ba ngày sau cuộc sống có thể khó khăn. Thậm chí, trực tiếp bị tước đoạt đi thiên địa dị hỏa, cũng không phải là không có khả năng. Tu chân giới tàn khốc, sớm bảo hắn nhận thức được. Chỉ có thực lực, tiềm lực, thiên phú, một người giá trị, mới là vĩnh hằng đồ. Trừ cái này ra, những thứ khác đều là làm trò đùa. Không đáng giá một xu, không đáng giá một đề ra. Nghĩ đến đây, hắn Thác Bát Ba cười lạnh một tiếng, cắn răng nói, Mục chấp sự, chuyện này ngươi không cần nhiều lời. Ta tự có chủ trương. Nghe vậy, nhất thời Mục Lôi Vân sắc mặt liền nhỏ đổi một cái. Hiển nhiên, hắn đã là đoán được Thác Bát Ba đáp án. Trần Phi hai tròng mắt híp, cười không nói. Mục Lôi Vân có thể đoán được đối phương câu trả lời, hắn Trần Phi, lại làm sao có thể không đoán ra được. Bất quá thật sự nói. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này đến cái này Hắc Phong Hạp tới, lại còn có thể có như vậy quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Thật là gia nhân ý liệu. Phải biết cái này thiên địa dị hỏa giá trị, xà tâm địa linh diễm giá trị, có thể không chỉ là đối phương biết, đơn giản như vậy.
hắn chỉ cần có thể đạt được cái này xà tâm địa linh diễm, sợ rằng trong thời gian ngắn nhất, là có thể bắt đầu bắt tay đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới. Xà tâm địa linh diễm đặc biệt tính, làm hắn có như vậy thần kỳ công hiệu, và năng lượng. Còn như có thể hay không có thể thắng. Hắn căn bản cũng chưa có nghĩ tới thua đi. Loại này đối thủ hắn cũng nếu bị thua mà nói, vậy hắn dứt khoát hay là trở về trái đất dưỡng lão. Còn phối hợp cái gì? Được, đánh cuộc thì đánh cuộc, chẳng lẽ ta Thác Bát Ba còn sợ ngươi sao? Nhưng vào lúc này, Thác Bát Ba rốt cục thì, hạ quyết tâm, cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Hiển nhiên, cho dù là đến bây giờ, hắn vậy không tin hắn như vậy luyện đan sư thiên tài thất bại. Phải biết hắn Thác Bát Ba, đây chính là thành U Lang năm trẻ một đời lợi hại nhất hai đại thiên tài luyện đan sư một trong. Đường đường cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, hắn làm sao có thể thất bại? Phải, sảng khoái, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Trần Phi cười nói. Đợi một chút, có thể Thác Bát Ba lại nói đợi một chút. Làm sao? Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Ngươi nếu là chơi xấu làm thế nào? Thác Bát Ba nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn lại có thể đều đã nghĩ đến Trần Phi sẽ ăn vạ, tấm tắc, thật là. Ta sẽ chơi xấu, Trần Phi khóc cười không được, rồi sau đó liền gặp hắn hất tay một cái, một quyển cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong tay, tản ra phong cách cổ xưa ánh sáng, lộ vẻ được thần bí dị thường. Đây là nguyền rủa hồn quyển trục, tương tự với huyết hồn quyển trục đồ. Chúng ta đem đánh cuộc với nhau nội dung viết lên, nếu ai đổi ý, liền sẽ phải chịu nguyền rủa lực cắn trả, như thế nào? Trần Phi nhìn Thác Bát Ba nói. Nguyền rủa hồn quyển trục, Thác Bát Ba một mặt mờ mịt, bất quá, huyết hồn quyển trục đại danh hắn vẫn là hơi có chút nghe thấy. Chỉ gặp hắn rồi sau đó trầm mặc nửa dương, đi theo liền gặp hắn cắn răng nhìn Mục Lôi Vân nói, Mục chấp sự, người kiến thức rộng, có thể hay không giúp chúng ta xem quyển trục này có vấn đề gì hay không, phải chăng giống như hắn nói như vậy. Hắn biết, Mục Lôi Vân trừ là phù tiên các thành U Lang phân bộ chấp sự ra, còn có một thân phận, chính là một người phù pháp tuyệt diệu phù lục sư. Một tay chế phù thuật xuất thần nhập hóa, rất lợi hại. Mục Lôi Vân nghe vậy ngẩn ra, trần chờ chốc lát, cuối cùng hay là đem vậy Trần Phi trong tay nguyền rủa hồn quyển trục cầm lên. Nguyễn cười gượng nói, Trần động chủ, xin lỗi. Không có sao, tùy tiện kiểm tra. Trần Phi biết Thác Bát Ba đây là không tin được hắn, bất quá hắn vậy không có vấn đề, cười gật đầu nói. Rồi sau đó, liền gặp Mục Lôi Vân cầm Trần Phi nguyền rủa hồn quyển trục tử tế suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Mục Lôi Vân ánh mắt liền bỗng nhiên đông lại một cái, ngẩng đầu lên nhìn về Trần Phi, giọng hấp tấp nói, Trần động chủ, bùa này, ngươi là từ đâu có được? Trần Phi cười không nói, không trả lời, mà là nhìn Mục Lôi Vân cười hỏi, Mục tiên sinh, bùa này, không thành vấn đề chứ? Ừ, không thành vấn đề. Hơn nữa, phía trên này vậy quả thật hàm chứa rất nồng đậm lực lượng thần bí, đây chính là Trần động chủ trong miệng ngươi nguyền rủa. Mục Lôi Vân trần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Trần Phi nơi lấy ra cái này nguyền rủa hồn quyển trục, hắn chỗ huyền diệu, thật là hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nhìn Mục Lôi Vân cười nói, Mục tiên sinh, ngày hôm nay chuyện này, liền phiền toái ngươi giúp hai chúng ta làm chứng. Ta nếu là thắng, ta sẽ đưa một sách cổ chú phù sách cho ngươi. Cổ chú phù sách, đó là cái gì? Mục Lôi Vân mặt đầy mờ mịt, không rõ cho nên. Dù sao đối với ngươi mà nói hẳn là đồ tốt đi. Như thế nào, Mục tiên sinh nguyện ý không? Trần Phi cười nói. Ta. Vậy cũng tốt, chuyện này, sẽ để cho ta là hai vị làm chứng. Thác Bát công tử, ngươi nghĩ xong. Có vậy nguyền rủa hồn quyển trục ở phía trước. Mục Lôi Vân chân thực có chút không đỡ được Trần Phi trong miệng vậy cái gọi là cổ chú phủ sách cám dỗ. Đi theo liền gặp hắn gật đầu một cái, nhìn Thác Bát Ba hỏi. Hừ, tại sao không nghĩ tới, chẳng lẽ ta Thác Bát Ba thất bại? Thật là si người nằm mơ, mộng tưởng hảo huyền, Thác Bát Ba cảm giác mình thật giống như bị khinh thị như nhau, hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp là, ngựa lớn kim đao, đi tới Mục Lôi Vân trước mặt, đem vậy nguyền rủa hồn quyển trục một tay đoạt lại. Nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Vật này làm sao dùng? Dùng máu viết, một người một nửa, Trần Phi vẫy tay dùng tam dương chân hỏa kiếm khí ở mình ngón cái lên cắt một chút, máu tươi chảy ra, trực tiếp ở đó nguyền rủa hồn quyển trục phía trên lưu loát sách viết. Cuối cùng, còn rơi xuống mình tên chữ.
Trần Phi. Thác Bát Ba thấy vậy lập tức theo gáo bức tranh bầu hồ lô. Ở đó nguyền rủa hồn quyển trục lên miễn bổ túc nửa đoạn sau nội dung, ký xuống chính hắn tên chữ. Cùng lúc đó, vậy nguyền rủa hồn trong quyển trục thì có một cổ lực lượng thần bí bộc lộ ra ngoài. Hết sức âm hàn, làm người ta rợn cả tóc gáy, hư vô ở giữa giống như là trở thành từng cây một nhợt nhạt đường cong, đem vậy Trần Phi cùng với Thác Bát Ba bóng người, đều là quấn quanh, liên tiếp với nhau. Nhất thời, vậy Trần Phi, Thác Bát Ba hai người thân thể đồng thời run lên. Một cổ lạnh như băng hơi thở xông lên thiên linh cái, sau đó mới chậm rãi biến mất. Thác Bát Ba trực tiếp là ánh mắt có chút bối rối. Như vậy cảnh tượng hoặc là trải qua, hắn chưa bao giờ có. Nhưng bây giờ tên đã lắp vào cung, nhưng cũng là không phát không được. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chấn định lại. Mục chấp sự, cái này chi nhánh có luyện đan thất sao? Đi theo liền gặp nói nó nói. Có, hai vị xin mời đi theo ta. Mục Lôi Vân không chút do dự gật đầu, đem Trần Phi, Thác Bát Ba hai người bí mật dẫn tới một gian phù tiên các nội bộ cao cấp luyện đan thất chính giữa. Vậy liền hiện tại bắt đầu, người tới trước vẫn là ta tới trước, tiến vào luyện đan thất sau đó, Trần Phi vậy lười được nói nhảm nữa, trực tiếp là thản nhiên nói. Đương nhiên là ta tới trước, cùng ta luyện hoàn đan sau đó, cái này náo nhiệt liền đem kết thúc. Đến lúc đó, người vậy thuốc thiên địa dị hỏa cũng đem là ta Thác Bát Ba. Ha ha, ha ha ha, Thác Bát Ba không nhịn được cười như điên. Nếu là hắn Thác Bát Ba có thể có được hai loại hoàn toàn bất đồng dị hỏa, vậy hắn bí mật coi như là bị gia tộc, bị phù tiên các biết, cũng đều cũng không sao đi. Chẳng lẽ phù tiên các còn biết không đào tạo hắn bực này có hai loại thiên địa dị hỏa cao cấp luyện đan sư thiên tài sao? Tuyệt không thể nào, phù tiên các, cũng không như vậy ngu. Ha ha, ha ha ha. Trong lòng dần dần ảo tưởng ra như vậy ngày mai tốt đẹp, Thác Bát Ba trong lòng cũng đi theo có chút mất đi sợ hãi. Mất đi lo lắng. Hắn bây giờ, hoàn toàn là đối với chính hắn thuật luyện đan có một vạn phần lòng tin. Hắn Thác Bát Ba bực này luyện đan sư thiên tài, làm sao có thể thất bại. Phải, vậy ngươi bắt đầu trước đi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, cũng không tranh cãi, liền để cho đối phương ở búng búng đi. Hừ, Thác Bát Ba lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhưng cái này lần hắn ngược lại không có lại chú ý và Trần Phi tranh phong tương đương. Bởi vì tới gần luyện đan, hắn nhất định phải mau sớm điều chỉnh xong hắn tâm tính, theo sự chú ý mới được. Đây là mỗi một cái luyện đan sư cũng nên biết thông thường. Trước luyện đan, cần giữ tuyệt đối tập trung tinh thần, theo cao độ yên lặng. Tuyệt không thể vào lúc này phân tâm. Nếu không, kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ tỷ lệ sẽ đem cực lớn cực lớn. Một lát sau, Thác Bát Ba hoàn toàn tập trung tinh thần đứng lên, mới chậm rãi tay áo bảo khẽ quơ, hướng vậy luyện đan trong phòng ương đài cao đi tới. Vung tay lên, một cổ linh khí sức lực gió trực tiếp là đem vậy trên thạch đài bụi bẩm toàn bộ thổi tan. Cùng lúc đó, bên hông hắn túi đựng đồ linh quang chớp mắt, một đống lớn dược liệu, vậy bày khắp vậy luyện đan thất trung ương trên thạch đài. Vậy chó má cũng là có thiên địa dị hỏa, thông thường cấp 4 hạ phẩm đan dược sợ rằng khó mà thắng hắn. Xem ra, phải hơn ra tuyệt chiêu. Thác Bát Ba con người âm lãnh lóe lên, rõ ràng Trần Phi cũng là có thiên địa dị hỏa. Cho nên hắn nếu là chỉ luyện ra thông thường cấp 4 hạ phẩm đan dược, sợ rằng tỷ số thắng không lớn. Nghĩ đến đây, hắn vậy ánh mắt âm lạnh trong liền không khỏi lướt qua một tia quấn quýt, vẻ chần chờ. Kết quả nên luyện chế loại nào cấp bậc, loại nào kiểu cấp 4 hạ phẩm đan dược, mới có thể thắng. Tại chỗ yên lặng hồi lâu sau đó, liền gặp hắn đột nhiên là cắn răng. Vậy đã như vậy, liền luyện Hồng Diệp huyết linh đan đi. Lấy ta hiện ở tiếp gần một nửa thành đan tỷ lệ, hẳn sẽ không thất bại. Hồng Diệp huyết linh đan, chính là Thác Bát gia tộc bí truyền độc bộ bảo đan một trong. Viên thuốc này phẩm cấp mặc dù là cấp 4 hạ phẩm, nhưng chỉ là thông thường đan dược thành phẩm, là có thể làm trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên trở xuống cường giả, ăn vào viên thuốc này sau sẽ bạo phồng lên gõ một nửa sức chiến đấu, kéo dài nửa nén hương thời gian. Như vậy quý trọng theo đặc biệt hiệu quả, khiến cho giá trị phải xa xa lớn hơn cùng cấp phổ thông cấp 4 hạ phẩm đan dược. Cho nên ở hắn Thác Bát Ba xem ra, chỉ cần có thể luyện ra một quả cái này Hồng Diệp huyết linh đan, như vậy, lần này đánh cuộc với nhau hắn liền khẳng định thắng chắc. Nghĩ đến đây, Thác Bát Ba trên mặt trực tiếp là hiện ra cuồng như vậy nụ cười. Giống như là nắm chắc phần thắng vậy. Sát theo, thốc một tiếng,
một tia màu vàng đất ngọn lửa, từ hắn bên trong thân thể Mạo Đằng đi ra, một đoàn đoàn tựa như là linh xà giống vậy ngọn lửa, lại là thật giống như trông rất sống động liền vậy, đem vậy tất cả luyện đan vật liệu gói lại. Luyện đan thất trung ương trên đài cao, ở nơi này ngay tức thì trở nên được sóng nhiệt như biển, khí thế bàng bạc. Cái này thác bát ba luyện đan đâu, chính thức bắt đầu. Cái này, những thứ này, đây đều là vậy cái gọi là xà tâm địa linh diễm sao? Lại có thể đồng thời điều khiển như vậy khổng lồ ngọn lửa số lượng, cái này thác bát ba thật là lợi hại. Luyện đan thất bên bờ, Mục Lôi Vân nhìn trước mắt một màn này, vậy vẫn là rất có mấy phần trợn mắt hốc mồm đứng lên. Mặc dù trước, bởi vì Trần Phi cái loại đó giải thích, nguyên bản cao ở thần đàn lên thác bát ba, ở hắn trong lòng có chút ngay tức thì ngã xuống, nhưng bây giờ, bỏ mặc nói thế nào, cái này thác bát ba biểu hiện, vẫn là làm hắn cảm giác được giật mình. Mặc dù hắn cũng không hiểu luyện đan, nhưng là có lợi hại hay không, lấy hắn tầm mắt theo thực lực, vẫn có thể nhìn ra được. Cái này thác bát ba, hiện vào lúc này tuyệt không phải đang luyện chế thông thường cấp 4 hạ phẩm đan dược. Chân thực có chút kinh người. Tiếp theo, vậy xà tâm địa linh diễm từ thác bát ba trong cơ thể liên tục không ngừng chỗ dùng, tựa như cùng là gào thét sóng biển vậy, sóng nhiệt cuồn cuộn, cầu vồng đỏ sâu trời, đem vậy một đoàn đoàn luyện đan vật liệu vây quanh vòng tròn, bắt đầu tinh luyện. Thần kỳ như vậy cảnh tượng, đối với Mục Lôi Vân như vậy không hiểu thuật luyện đan người mà nói, đương nhiên là rung động cực kỳ. Trong lòng gợn sóng vẫn luôn không có dừng lại. Có thể một màn này, rơi vào Trần Phi trong mắt, nhưng làm hắn chỉ có thể là im lặng lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói cái này xà tâm địa linh diễm rơi vào trong tay hắn, đơn giản là phí của trời à. Đúng vậy, ở hắn trong mắt, thác bát ba hiện vào lúc này, khoe khoang, đó hoàn toàn là người ngoài ngành mới có cử động. Bởi vì bất kỳ một vị hơi hiểu một chút xà tâm địa linh diễm người, tuyệt sẽ không biểu hiện được ngu si như vậy. Nhưng thác bát ba vượt ngu si, hắn tỷ số thắng lại càng lớn, cho nên, hắn bây giờ vậy lười được lại cho mình tìm cái gì không thoải mái. Trước đàng hoàng đem miệng nhắm tốt là được. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Trong chốc lát, vậy luyện đan bên trong phòng liệt diễm hừng hực thiêu đốt, từng bụi luyện đan vật liệu, bị vậy màu vàng đất xà tâm địa linh diễm xông lên, đem bọc, sau đó bắt đầu điên cuồng thiêu hủy cùng đề luyện. Nhưng thác bát ba luyện đan vật liệu tinh luyện công lực, và Trần Phi so với, thật là hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cũng không biết lãng phí nhiều ít thời gian, vậy từng bụi luyện đan vật liệu mới bị tinh luyện xong. Mà ở nơi này bây giờ, vậy các loại luyện đan tài liệu dược liệu, nửa đường ít nhất là bị lãng phí một nửa trở lên. Có thể loại trình độ này đối với thác bát ba mà nói, hình như là đã rất tốt. Chỉ gặp hắn tinh luyện hoàn các loại luyện đan vật liệu sau đó, mặt mũi hồng hào, thần sắc kích động, đi theo không chút do dự đem vậy các loại luyện đan tài liệu tinh hoa ném tiến vào trên thạch đài lò luyện đan chính giữa. Cái này lò luyện đan chính là một kiện thượng phẩm pháp khí, trên lý thuyết mà nói, chỉ có cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư tới, mới có thể chê không đủ dùng. Đổi câu mà nói, thác bát ba hoàn toàn là không có tư cách tung lên lò luyện đan này. Bất kỳ kết quả gì, cũng theo lò luyện đan phẩm chất không liên quan. Đây chính là thác bát ba thuật luyện đan. Và ta trước kia nhìn thấy những cái kia phổ thông luyện đan sư so với, nhất định chính là khác biệt một trời. Nhìn thác bát ba cái này liên tiếp chuỗi, nước chảy mây trôi, cử động, Mục Lôi Vân lại thần sắc rung động đứng lên. Lúc này, luyện đan bên trong phòng đã có từng luồng yếu ớt mùi thơm lạ lùng bay tản ra tới. Là đan thơm. Mà có thể có loại này đan thơm xuất hiện, vậy thì đồng nghĩa với, thác bát ba lò đan này, đã cách là thành đan không xa. Rất tốt. Không nghĩ tới ta hôm nay trạng thái lại tốt như vậy. Xem ra cái này lò hồng diệp huyết linh đan, đã là 100% có thể thành công. Chính là không biết, có thể có mấy viên thành đan đâu. Thật là làm cho người mong đợi à. Thác bát ba lúc này cũng là vô cùng kích động, trong lòng tràn đầy vẻ tự đắc. Phải biết coi như là ở bọn họ thác bát gia tộc, như vậy thanh danh hiển hách luyện đan sư gia tộc nội bộ, có thể luyện chế ra cái này hồng diệp huyết linh đan người. Vậy tuyệt đối không vượt qua hai tay 10 ngón tay số. Hơn nữa cái này vẫn là phải đem những cái kia thế hệ trước lợi hại trưởng bối, tất cả đều tính. Như vậy, vậy đủ để chứng minh cái này hồng diệp huyết linh đan luyện đan độ khó, theo giá trị. Như vậy, cái này hồng diệp huyết linh đan một khi thành công ra lò, đây còn không phải là thắng chắc. Liền Trần Phi cái loại đó tên lường gạt, lấy cái gì tới và hắn thác bát ba,
và hắn cái này hồng diệp huyết linh đan như nhau. Ha ha, ha ha ha, lần này khẳng định tuyệt đối là thắng chắc. Dị hỏa là ta Thác Bát Ba, ha ha, ha ha ha. Thác Bát Ba trong lòng tràn đầy cười như điên, tựa như đã là gặp được mình thắng lợi cảnh tượng. Kích động không thôi. Có hai loại hoàn toàn bất đồng thiên địa dị hỏa hắn, nhất định có thể ở cái này thành U Lang luyện đan sư giới tên lưu sử xanh, để cho người ngửa mặt trông lên. Phốc suy, phốc suy, vậy xà tâm địa linh diễm còn đang kịch liệt thiêu đốt, cho người cảm giác có nhỏ xíu không cân đối. Có thể cái loại đó không cân đối, trừ Trần Phi, những người khác thật giống như cũng không có một người có thể nhìn ra. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được lại bĩu môi. Trong lòng thầm nói, đơn giản là phí của trời à. Cùng lúc đó, vậy hừng hực thiêu đốt màu vàng đất xà tâm địa linh diễm chính giữa, đã là có hai cây quả nhãn vậy lớn nhỏ viên thuốc hình thức ban đầu, dần dần xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Sắp, mau muốn thành công, lại dám là có hai cây thành đan sao. Ha ha, cái này thật là quá tốt, quả nhiên, ta Thác Bát Ba mới thật sự là thiên tài. Nhìn vậy sắp thành đan hai viên đan dược hình thức ban đầu, Thác Bát Ba tinh thần chấn động, hơi có vẻ mặt dữ tợn bàng lên, hiện ra đắc ý. Hắn lần này lại có thể luyện chế ra hai cây hồng diệp huyết linh đan thành đan, tuyệt đối thắng chắc. Tuyệt đối. Hắn đối với nhà mình bí truyền đan dược giá trị, có lòng tin tuyệt đối. Rõ ràng. T, vậy, đó là, hồng diệp huyết linh đan. Thẳng đến lúc này, đan dược kia sắp luyện thành, Mục Lôi Vân mới chợt ánh mắt bạo co lên tới. Con người xúc tới mũi châm. Thành tựu phù tiên các chấp sự một trong. Hắn lại sao có thể không nhận biết Thác Bát gia tộc bí truyền đan dược, hồng diệp huyết linh đan. Loại đan dược này, nó giá trị, tuyệt đối xa đang bình thường cấp 4 hạ phẩm đan dược trên. Cái này Thác Bát Ba lại có thể luyện chế ra bực này đan dược cực phẩm. Cái này, Mục Lôi Vân mặt đầy rung động đứng lên, có chút đờ đẫn, tin tức này nếu như truyền về đi, Thác Bát Ba ở bên trong các được coi trọng trình độ, ít nhất còn biết đang tăng lên nửa tầng thứ. Có thể đừng xem nhẹ cái này nửa tầng thứ. Trước, hắn cũng đã là không người có thể so sánh, mà bây giờ, nếu là tăng lên nửa tầng thứ, há chẳng phải là tất cả mọi người đều chỉ có thể ở sau lưng hắn ăn bụi đất. Cùng lúc đó, vậy tràn ngập đang luyện đan bên trong phòng đan thơm hơn nữa nồng nặc lên. Thấm vào lòng người. Như vậy cũng chỉ gần nửa nén hương sau đó, vậy lò luyện đan run lên bần bật, rồi sau đó yên tĩnh lại. Hai quả tựa như là quả nhãn vậy lớn nhỏ tròn trịa máu đỏ viên thuốc, cũng đã là lẳng lặng nằm ở vậy lò luyện đan chính giữa. Tản ra mùi thơm lạ lùng. Thành, thấy tình cảnh này, Thác Bát Ba chợt hét lớn. Rồi sau đó cả người trực tiếp là dưới chân trơn trượt, sắc mặt trắng bệch, mất thăng bằng rớt ngồi trên mặt đất. Nhưng coi như là như vậy mất thể diện, hắn trên mặt lúc này vậy vẫn là không có bất kỳ mất thể diện vẻ. Ngược lại. Lúc này hắn trên mặt hoàn toàn là bị một loại nồng nặc kích động theo ngạo nghễ nơi tầng tầng thay thế. Hắn từng tuổi này, có thể luyện ra cái này hồng diệp huyết linh đan, coi như là lại mất thể diện, vậy tuyệt sẽ không có người như vậy cho rằng. Bởi vì đây là nhiều ít luyện đan sư mơ tưởng để cầu, nhưng lại căn bản là không làm được. Mục chấp sự, người có thể biết cái này hồng diệp huyết linh đan. Rồi sau đó, liền gặp Thác Bát Ba một mặt kiêu căng nhìn mặt đầy rung động Mục Lôi Vân. Xem đều không xem Trần Phi một cái, lỗ mũi hả giận, hỏi. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, hắn bây giờ luyện ra hồng diệp huyết linh đan, tuyệt đối là thắng chắc. Còn cần lo lắng cái gì? Nhận, biết. Mục Lôi Vân bị, chỉ đích danh câu hỏi, trên mặt thần sắc nhưng không có chút nào bất mãn. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi, diễn cảm có chút phức tạp nói, Trần Động Chủ, đây là chúng ta thành U Lang đại danh đỉnh đỉnh hồng diệp huyết linh đan. Chính là Thác Bát gia tộc bí truyền bảo đan. Viên thuốc này hiệu dụng, có thể để cho trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên trở xuống tu sĩ, ăn vào viên thuốc này sau sức chiến đấu ít nhất bạo tăng một nửa. Kéo dài nửa nén hương thời gian. Cho nên viên thuốc này giá trị, không kém gì một số ít cấp 4 trung phẩm đan dược. Ngươi. Nói đến đây, Mục Lôi Vân đột nhiên không biết nên nói những gì. Chẳng lẽ nói hắn bây giờ... đã đối với người Trần Phi mất đi lòng tin. Cái này Thác Bát Ba lại có thể luyện chế ra hồng diệp huyết linh đan, hơn nữa còn là một lò hai thành đan. Như vậy, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. À, hồng diệp huyết linh đan, chưa từng nghe qua, bất quá bây giờ nên ta đúng không? Có thể nghe nói,
Trần Phi nhưng chỉ là hơi bĩu môi, liền gặp hắn hướng vậy luyện đan trong phòng ương đài cao đi. Gặp Trần Phi lại có thể không có bị hù được, tè ra quần, kinh hoàng thất thố, mất đi ngoan cố dẫy dụa tín niệm. Thác Bát Ba nhất thời nhướng mày một cái, trong lòng mất hứng, nhìn Trần Phi, châm chọc nói. Làm sao, trước khi chết còn muốn lại dẫy dụa một chút? Hừ, thật là ngu xuẩn, Thác Bát Ba mặt đầy khinh miệt nói. Trần Phi nghe vậy vậy lười được phản ứng hắn, chẳng qua là tùy tiện ra giấu một cái, để cho hắn cút sang một bên. Ngươi, Thác Bát Ba nhất thời hai tròng mắt phun lửa lên tới, sắc mặt dữ tợn. Trần Phi loại này khinh miệt, coi thường hắn cử động, thật sự là làm hắn bội cảm làm nhục. Bất quá rồi sau đó, hắn vẫn là cắn răng nhường ra luyện đan vị trí. Dẫu sao nếu hắn đều đã luyện ra hồng diệp huyết linh đan, chẳng lẽ còn sợ Trần Phi dẫy dụa nữa? Vậy cũng là tốn công vô ích mà thôi, thôi, ngay tại để cho hắn sống ở trong mộng một hồi đi. Thác Bát Ba trong lòng như vậy cười lạnh nói. Ở Thác Bát Ba giễu cợt, và Mục Lôi Vân ngưng trọng ngay trong ánh mắt, Trần Phi đi tới vậy luyện đan thất trung ương trên đài cao. Vung tay lên, một đống lớn luyện đan vật liệu bầy la liệt xuất hiện, tản ra yếu ớt mùi thơm lạ lùng, cùng ánh sáng. Ngươi chuẩn bị luyện đẳng cấp gì đan dược? Trong thức hải, Trận Kinh không tò mò hỏi. Cho dù là trong lòng của hắn không thể nào đối với Trần Phi mất đi lòng tin, nhưng hắn quả thật cũng tò mò, thằng nhóc này hắn cực hạn kết quả ở đâu. Chính là luyện khí tầng 8 cảnh giới, thật có thể luyện chế ra vượt qua cấp 4 hạ phẩm đan dược sao? Cái này nếu như nói ra, ai sẽ tin? Ai dám tin? Lấy ta bây giờ cảnh giới tu vi, cấp 4 trung phẩm đan dược cũng đã là cực hạn. Cho nên, thì tùy tìm một cấp 4 trung phẩm đan dược tới luyện đi. Trần Phi bình thản nói nói. Tuy nói thuật luyện đan tạo thành chính giữa, tu vi thực lực không hề chiếm chủ yếu, nhưng cũng là không thể thiếu trọng yếu một số. Bất kỳ một loại đan dược cao cấp quá trình luyện chế, đều cần thực lực tới chống đỡ, nếu không, đan cũng còn không luyện ra, người cũng đã không nhịn được, ngã xuống. Vậy làm sao có thể được? Cho nên, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, cấp 4 trung phẩm đan dược quả thật đã là cực hạn. Bất quá bây giờ xem ra, thật giống như đang vừa vặn đủ. Nghĩ đến đây, Trần Phi đầu óc bên trong lập tức tùy tiện phong tỏa một loại cấp 4 trung phẩm đan dược phương pháp luyện chế, sát theo liền trực tiếp là bắt đầu luyện đan đứng lên. Tam dương chân hỏa hừng hực cháy, mãnh liệt vọt lên. Bá, bá, bá. Và Thác Bát Ba vụng về vô cùng luyện đan vật liệu phân giản cử động bất đồng, Trần Phi lúc này động tác, hoàn toàn là có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Làm vậy tam dương chân hỏa không có chút nào đình trệ đem vậy từng bụi luyện đan vật liệu bọc, quanh quẩn lên, Thác Bát Ba trực tiếp là sắc mặt mãnh đổi, khó tin kinh hãi nhìn Trần Phi trong tay cử động. Sao, làm sao biết, tại sao tay hắn pháp lại có thể như vậy lưu loát, cái này, điều này sao có thể? Hắn không nhìn được ánh mắt rung động nhìn Trần Phi trong tay cử động. Hoặc giả là bởi vì quá rung động, hắn thân thể, còn có ánh mắt. Lúc này thậm chí cũng đã hoàn toàn thì ở vào một loại sốc xếch run rẩy chính giữa. Hiện ra vẻ kinh hãi. Phảng phất là không muốn tin tưởng trước mắt một màn này, lại có thể sẽ là thật. Có câu nói thật tốt, ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo, thạo nghề có hay không, ra tay liền biết. Hắn Thác Bát Ba coi như là, lại không có thể, có thể hắn cặp kia bảng hiệu bây giờ giàu gì thị trường ở trên mặt à. Còn không có mù. Trần Phi ngón này phân giản luyện đan tài liệu thủ pháp thật sự là có chút quá lưu loát, quá kinh người. Thậm chí đều có chút, làm hắn cảm giác được sợ. Tuy nói đây là kiến thức cơ bản, nhưng vấn đề là chỉ là cái này kiến thức cơ bản, Trần Phi chỉ ít cũng có thể quăng ra hắn 108.000 dặm à. Nhưng mà ngay tại hắn vẫn còn ở rung động, ngắn như vậy tạm, cứ như vậy một hồi thời gian, vậy luyện đan trong phòng ương trên đài cao tòa kia bên trong lò luyện đan. Lại có thể một chút vọt lên liền chói mắt cột lửa, thoáng qua ở giữa, liền đem vậy tất cả luyện đan vật liệu tất cả đều nuốt sống đi vào. Cái này, hắn, ta, à, ta liền nói, nguyên lai chẳng qua là làm bộ làm tịch, người nào không biết đồng thời để luyện tất cả luyện đan vật liệu là vô cùng là khinh suất cử động. Hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, hắn bây giờ lại còn dám. T, đó là, điều này sao có thể? Thác Bát Ba thấy tình cảnh này. Nguyên bản trên mặt còn là một bộ nhỏ lăng theo diễu cợt thần thái. Bởi vì chỉ cần là luyện đan sư, người nào không biết, đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan vật liệu đây tuyệt đối là vô cùng khinh suất, theo không tự lượng sức được là.
Coi như là những cái kia thanh danh bên ngoài luyện đan đại sư, sợ rằng cũng không dám vỗ ngực bảo đảm, nói mình có thể xử lý xong đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan tài liệu mỗi một cái trình tự. Mà chỉ cần là một khi không làm tốt, vậy thì tuyệt đối là ảnh hưởng thành đan phẩm chất, thậm chí là trực tiếp luyện đan thất bại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ liền Trần Phi loại này không tên không họ tiểu tử, chút nào vô danh khí, nhưng lại dám làm ra đồng thời tinh luyện tất cả luyện đan tài liệu hoang đường, khinh suất cử động, đây không phải là làm trò đùa là cái gì? Chỉ bằng hắn. Hắn lấy là hắn là ai à? Nhưng mà, hắn Thác Bát Ba trong lòng phần này nồng nặc khinh miệt theo diễu cợt cũng còn không có tồn tại theo duy trì ở thời gian của một câu nói. Đi đôi với một món nhàn nhạt mùi thơm dần dần xông vào mũi, Thác Bát Ba trên mặt diễu cợt, trực tiếp là vào lúc này ngay tức thì cương ở trên mặt. Rồi sau đó, con người co rúc lại. Cái này không thể nào. Thác Bát Ba thốt nhiên thất sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mùi thơm truyền tới phương hướng, đó là một đoàn mới vừa bị đề luyện tốt luyện đan vật liệu tinh hoa, hoàn mỹ phẩm chất. Hắn cả người trực tiếp là ngay tức thì run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào. Sắc mặt sát theo mắt thường có thể thấy được cũng trắng bệch. Cái này, Mục Lôi Vân lúc này cũng có chút trợn mắt hốc mồm, nhìn Trần Phi, trong ánh mắt tràn ngập một loại nồng nặc vẻ khó tin. Hắn mặc dù không phải là luyện đan sư, cũng không hiểu luyện đan sư, nhưng vấn đề là, chưa ăn qua thịt heo, vậy gặp qua heo chạy à? Lấy hắn thân phận, và Thác Bát Ba lúc này trên mặt hoàn toàn là gặp quỷ tái nhợt thần sắc, cũng hoàn toàn có thể để cho hắn rõ ràng. Trần Phi lúc này triển hiện ra thuật luyện đan, đến tột cùng là có đáng sợ dường nào. Xem ra vậy sáu văn vân mạch đan, thật là cái này Trần Phi luyện được. Một lát sau, Mục Lôi Vân trong lòng rung động như vậy lưu lại dư âm kinh ngạc suy nghĩ. Đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về Thác Bát Ba, ánh mắt lộ vẻ được hết sức quái dị. Tên này, hình như là bị bẫy à? Mặc dù Thác Bát Ba lúc trước đã luyện ra Hồng Diệp huyết linh đan cái loại đó cực phẩm bảo đan. Hơn nữa còn là một lò hai cây, cũng không biết tại sao, bây giờ Mục Lôi Vân trong lòng vẫn là có loại nồng nặc dự cảm. Đó chính là Thác Bát Ba thất bại. Không sai, hắn bây giờ chính là cảm thấy Thác Bát Ba thất bại. Tuyệt đối nhất định sẽ. Oanh! Nhưng vào lúc này đột nhiên, vậy luyện đan trong phòng ương trên đài cao bên trong lò luyện đan, một cổ kinh người chập chờn hóa thành sóng lửa khoách tán ra. Vậy luyện đan thất trực tiếp là run rẩy. Chợt một đạo hang miệng lớn tiểu nhân khổng lồ màu đỏ cột lửa, liền ở mọi người rung động ngay trong ánh mắt, hưu một tiếng, phóng lên cao. Cột lửa ngất trời, nóng bỏng lửa mang, đem vậy luyện đan bên trong phòng cọ rửa trực tiếp là trở thành một mảnh biển lửa, còn che mất vậy lò luyện đan chỗ, bất quá ánh lửa kia bên trong, mơ hồ tràn ngập năng lượng ba động, làm được Mục Lôi Vân và Thác Bát Ba đều là lòng nhọn nhảy lên. Loại ba động này, tốt nồng nặc đan dược hơi thở, hơn nữa. Lại có thể như vậy cuồng liệt. Luyện đan thất bên bờ, Mục Lôi Vân ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nhìn vậy mảnh biển lửa, có chút khó tin lẩm bẩm nói, mặc dù ta không hiểu luyện đan, có thể loại ba động này. Một khi nếu có thể luyện đan thành công, chỉ sợ, hẳn sẽ vượt qua cấp 4 hạ phẩm chứ. Thác Bát Ba đứng ở hắn bên người, ngay tức thì cả người chính là kịch liệt run lên, ánh mắt run rẩy. Rồi sau đó liền gặp hắn hận hận cắn răng. Vô cùng âm lãnh nguyền rủa nói, vậy thì như thế nào? Chưa thành đan trước, hết thảy cũng còn là ẩn số. Hơn nữa theo ta xem, đây bất quá là chiến trận làm được lợi hại mà thôi, muốn ta tới, ta cũng có thể làm được. Nghe vậy Mục Lôi Vân ánh mắt nhanh tránh, không nói gì thêm. Hắn biết, bây giờ nếu là nói gì nữa, nhất định là sẽ kích thích đến Thác Bát Ba, đến lúc đó, hai bên đắc tội với người, hai bên không phải là người, không cần phải. Cùng lúc đó, vậy bị biển lửa chìm ngập Trần Phi bóng người. Chỉ gặp hắn nhìn trong biển lửa dần dần đã ở ngưng hình đan dược, trước một giây vẫn là sắc mặt rửng rưng, có thể sau một giây, hắn chân mày lại đột nhiên lập tức nhíu lại, hơi biến sắc mặt nói. Nguy rồi! Cái gì nguy rồi? Lò đan này phải thất bại! Trong thức hải truyền tới trận kinh không thanh âm. Không phải, Trần Phi lắc đầu một cái, diễn cảm có chút cổ quái. Nói ta quên đây là đang theo tên kia đánh cuộc với nhau, vậy quên có người ngoài tại chỗ. Lò đan này nếu là cứ như vậy luyện ra, sợ rằng, phẩm cấp sẽ hơi có như vậy một ít cao. Lời vừa nói ra, trong thức hải vậy trận kinh không trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới là có một đạo vô cùng là cổ quái ngữ khí thanh âm truyền về, nói hơi có như vậy một ít cao. Vậy là bao cao? Cái đó, 7-8 văn chừng đi.
Trần Phi có chút lúng túng và chột dạ nói. Lò đan này nếu là thật cứ như vậy luyện ra, Mục Lôi Vân theo Thác Bát Ba không bị tại chỗ hù được thần hồn rời thân thể, ba hồn không có bảy phách mới là lạ. Nhưng mà hắn coi là đến Mục Lôi Vân, Thác Bát Ba, lại không nghĩ rằng mình thức trong biển còn có một trận kinh không. Trong thức hải, lập tức hoàn toàn không có thanh âm. Rất lâu sau đó hồi lâu sau đó, vậy trận kinh không mới phải giống như miễn cưỡng từ răng trong kẽ hở đụng tới liền hai chữ. Quái vật! Nói xong lời này sau đó, trong thức hải truyền đến tâm trạng vô cùng là phập phồng thanh âm. Trận kinh không giọng vô cùng ngưng nhiên mở miệng nói, vô luận dùng phương pháp gì, nhanh lên đem lò đan này phẩm chất hạ xuống đi. Phải xuống đến bốn văn trở xuống, nếu không ngươi cuộc sống sau này sẽ tương đương khổ sở. Súng bắn chim đầu đàn, mũi nhọn quá thịnh, giao dịch tuyển người đố kỵ, giao dịch chết. Tổ tổ bối bối truyền xuống những lời này, đều là dùng máu tươi còn có thi hài chứng minh qua. Có tuyệt đối đạo lý. Cho nên, Trần Phi tuyệt không thể luyện chế ra 7 văn 8 văn cấp 4 trung phẩm đan dược, nếu không, không tới đón tiếp hắn, sẽ là thiên phiền toái lớn. Hơn nữa còn là vô cùng vô tận. Được rồi, ta biết, Trần Phi trong lời nói mặt mặc dù có chút không biết làm sao, nhưng là, hắn nhưng cũng biết trận kinh không lo âu, đích xác là có đạo lý. Hắn bây giờ thực lực căn bản cũng không đủ, vậy căn bản là không gánh nổi hắn cái này cả người kinh thiên địa quỷ thần khiếp thuật luyện đan. Cho nên một khi nếu là bại lộ, vậy đối mặt hắn, chỉ sợ sẽ là không ngừng nghỉ phiền toái, thậm chí là, tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là nâng lên tay hướng về phía biển lửa kia bên trong hung hăng điểm chỉ một cái. Nhất thời, một cổ khá là lực lượng cuồng bạo tràn vào đang ngưng hình đan dược nội bộ, sát theo liền gặp biển lửa kia run rẩy. Nguyên bản thuần túy hết sức đan mùi thơm, bây giờ cũng tốt giống như đổi được không như vậy thuần túy đứng lên. Đây là, mùi vị thay đổi. Lò đan này phải thất bại. Chấm hỏi, luyện đan thất bên bờ, Thác Bát Ba bén nhạy đánh hơi được cái này yếu ớt thay đổi. Hắn hai tròng mắt lập tức liền hiện ra mừng như điên thần sắc, chặt chẽ nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan bộ, thật giống như tuyệt sử phùng sanh, vậy. Nhưng mà hắn loại ý niệm này nhưng mới vừa mới xuất hiện, Trần Phi một giây kế tiếp cử động, thì cho hắn nghiêm trọng đón đầu thống kích. Ở Thác Bát Ba, Mục Lôi Vân ánh mắt gắt gao nhìn soi mói, vậy bên trong lò luyện đan biển lửa lăn lộn, sau đó bỗng nhiên ở giữa chậm rãi tản ra. Làm biển lửa kia tản ra sau đó, hai cây màu tím bẩm viên thuốc, từ từ hiển lộ ra. Loại ba động này, là cấp 4 trung phẩm đan dược. Cảm nhận được vậy hai cây màu tím bẩm đan dược truyền tới chập chờn, luyện đan thất bên bờ, vang lên Mục Lôi Vân hơi kinh rào rào tiếng. Hơn nữa sát theo. Còn gặp hắn con người hung hăng rụt một cái, có chút khó tin lẩm bẩm nói, hơn nữa còn là hai văn cấp 4 trung phẩm đan dược. Cái này, tầm mắt hội tụ chỗ, chỉ gặp vậy hai cây màu tím bẩm đan dược bề ngoài, lại là có hai cái tràn đầy năng lượng đường vân trông rất sống động đem hoàn thuốc kia bao quanh. Mà một màn này, coi như là lại không hiểu đan dược người thấy, vậy nhất định sẽ rõ ràng. Hai viên đan dược, đều là hai văn đan dược. Hai văn cấp 4 trung phẩm đan dược, cái này, đây là khái niệm gì à? Mục Lôi Vân trong chốc lát chỉ cảm thấy mình có chút choáng váng đầu hoa mắt, rồi sau đó, làm hắn ánh mắt lại rơi vào Trần Phi trên mình, lau một cái rung động thật sâu cùng với kính sợ, cũng đã là xuất hiện. Hắn bây giờ cuối cùng là biết, tại sao Trần Phi trước không coi trọng bọn họ phù tiên các cho điều kiện. Mà, loại quái vật này, như vậy tuổi tác cũng đã là có thể luyện ra hai văn cấp 4 trung phẩm đan dược. Như vậy kinh khủng đan dược. Đây nếu là lại cho hắn mấy chục năm thời gian, luyện đan sư cấp 5 coi là cái gì? Chỉ sợ cũng coi như là truyền thuyết kia ở giữa vương cấp luyện đan sư, vậy cũng không phải là không có khả năng đi. Cùng lúc đó, Thác Bát Ba vậy hoàn toàn là cả người lạnh như băng đứng lên. Luyện đan bên trong phòng, bên cạnh đài cao, Mục Lôi Vân, Thương Khôn, Thác Bát Ba còn ở vào Trần Phi đan thành rung động trong. Cấp 4 trung phẩm đan dược. Cũng chính là cấp 4 trung phẩm luyện đan sư, nhân vật như vậy, coi như là đặt ở cường giả như mây, hào hùng mọc như rừng thành u lang chính giữa, vậy tuyệt đối được gọi là nhất lưu nhân vật. Không người nào dám không tôn trọng người như vậy vật. Bởi vì người như vậy vật, hắn mỗi một vị, ở thành u lang chính giữa cũng câu cũng thân phận địa vị bất phàm. Coi như là mạnh như bốn lớn đứng đầu cấp thế lực, cũng sẽ không khinh thị trong bọn họ người bất kỳ, mà bây giờ. Trần Phi ngay trước mặt của bọn họ mà,
không chút nào khó khăn luyện chế được một lò cấp 4 trung phẩm đan dược. Hơn nữa còn là một lò hai đan, một đan hai văn, đây là khái niệm gì? Nói không khoa trương chút nào một câu, coi như là chân chánh cấp 4 trung phẩm luyện đan sư, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, sợ rằng đời này cũng còn không luyện chế thành công qua một lò cấp 4 trung phẩm hai văn đan dược. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng làm được, đây chẳng phải là nói, hắn bây giờ thuật luyện đan, cũng đã so tuyệt đại đa số cấp 4 trung phẩm luyện đan sư cũng còn lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, Mục Lôi Vân, Thương Khôn cũng chỉ cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái trước là rung động, người sau là kích động và ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào, bọn họ chỉ cần không ngốc, liền khẳng định có thể biết, Trần Phi ở như bây giờ vậy tuổi tác liền có thể có được kinh khủng như vậy thuật luyện đan thành tựu, tương lai chỉ cần lại cho hắn thời gian, nhất định bất phàm. Thậm chí còn có thể vượt qua cực hạn, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mà bọn họ là rung động, Thác Bát Ba lúc này thì là cả người cũng trực tiếp là ngu. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy bên trong lò luyện đan hai cây mới ra lò đan dược, cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi, cặp mắt vô thần, tựa như không dám tin tưởng lúc này là thật. Thân là một người luyện đan sư, nhất là vẫn là danh môn sau đó, hắn dĩ nhiên biết cấp 4 trung phẩm đan dược, ý vị như thế nào. Dù sao thì là phổ thông đi nữa, lại tầm thường cấp 4 trung phẩm đan dược, vậy khẳng định so với hắn Hồng Diệp huyết linh đan giá trị cao hơn. Bởi vì nói 1.000-10.000 lời, hắn Hồng Diệp huyết linh đan thủy chung là cấp 4 hạ phẩm đan dược, trời xanh kém cấp 1. Mà nếu là cứ như vậy mà nói, đây chẳng phải là ý nghĩa, hắn Thác Bát Ba, thua. Hắn thua. Nghĩ tới cái này kiện đơn giản một chữ, thua, sau lưng cần phải chịu khủng bố giá phải trả. Thác Bát Ba cơ hồ là ngay tức thì cả người thiếu chút nữa sắp sụi lơ xuống. Mất đi khí lực. Bởi vì tựa như cùng là Trần Phi theo như lời, hắn là dựa vào xà tâm địa linh diễm, mới trở thành cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Mà bây giờ, hắn thiên địa dị hỏa một khi nếu như bị tước đoạt, cái này thì để cho hắn từ đám mây rơi xuống thế gian, là không có bất kỳ khác biệt. Dạng to lớn khác xa, trong lòng không thăng bằng. Sao có thể để cho hắn có thể tiếp nhận? Nghĩ đến đây. Thác Bát Ba ánh mắt hung hăng nhanh tránh, cuối cùng liền gặp hắn hung lệ nhìn Trần Phi một cái, dữ tợn nói ta thua. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn xoay người lập tức muốn từ đây chỗ rời đi. Đợi một chút, nhưng mà, Trần Phi đem hắn gọi lại. Ngươi còn muốn làm gì? Thác Bát Ba hung ác quay đầu lại, hung thần ác sát nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí lạnh nhạt nói, ngươi không biết thật ngây thơ lấy là, ta sẽ đem xà tâm địa linh diễm giao ra chứ? Đây là hắn mệnh căn, hắn tình nguyện đắc tội Mục Lôi Vân cái này người chứng kiến, vậy tuyệt không thể nào giao ra. Tuyệt không thể nào. Nghe vậy, Mục Lôi Vân hơi biến sắc mặt một chút đổi, có thể hắn cuối cùng vậy vẫn là không có đem trong lòng bất mãn nói ra miệng. Bởi vì hắn thật ra thì cũng có thể hiểu, thiên địa dị hỏa cái loại đó bảo vật, sao có thể nói cho liền cho. Như thế nói, ngươi là muốn chơi xấu không nhận chướng. Nghe vậy. Trần Phi đổ cũng chỉ là khẽ cười cười, cũng không có làm xảy ra cái gì quá khích cử động. Giống như, căn bản không lo lắng đối phương sẽ chơi xấu không nhận nợ như nhau. Là thì như thế nào? Gặp Trần Phi phản ứng như vậy bình thường, Thác Bát Ba còn lấy là Trần Phi là sợ, không khỏi khóe miệng móc một cái, lạnh lùng giễu cợt đứng lên, nói cho ngươi, ta nhưng mà Thác Bát gia tộc thiên tài. Ngươi là thứ gì, cũng dám vọng tưởng tham đồ ta xà tâm địa linh diễm. Thật là si người nằm mơ. À, phải không, Trần Phi nghe vậy vẫn là không có tức giận, cười nói. Chẳng qua là, hắn trên mặt vậy lau giễu cợt, nhưng cho người cảm giác có chút càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Ngươi cười cái gì? Thác Bát Ba nhìn Trần Phi nụ cười trên mặt, không giải thích được có chút tim đập rộn lên, không nhịn được hét lớn. Ta chẳng qua là đang thưởng thức ngươi sau cùng biểu diễn. Ồ, đã phát động sao? Trần Phi cười nói. Đi theo, liền gặp hắn đột nhiên ánh mắt ngưng ngưng. Tê, đây là cái gì? Đây là cái gì à? Thác Bát Ba vậy cơ hồ là ở nơi này cùng trong chốc lát, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mặt đầy thần sắc vạn phần hoảng sợ hét lớn. Bởi vì ngay tại Trần Phi nói chuyện ngay tức thì, Thác Bát Ba thân thể, lại có thể vô cùng quỷ dị bắt đầu ra thịt bụi đất hoàng đứng lên. Hơn nữa, ngay tại Thác Bát Ba ra thịt bụi đất hoàng ngay tức thì, từng luồng tức giận cũng ở đây không giữ lại chút nào tiêu tán. Hắn vậy một đầu tóc đen bắt đầu rất nhanh đổi bụi đất, đổi bạch,
nguyên bản 35 tuổi người trung niên bên ngoài vậy bắt đầu nhanh chóng già yếu. Cái này, đây là cái gì? Mau nói cho ta, đây là vì cái gì? Tại sao ta sẽ biến thành như vậy? Thác Bát Ba trong nháy mắt thật là sắp điên rồi, nhìn về Trần Phi vô cùng điên cuồng sợ hãi hét lớn. Nghe vậy Trần Phi không mặn không lạt khấu trừ trừ lỗ tai, ung dung thong thả, nhìn đối phương mặt đầy khinh miệt nói, ngươi quên trước ký nguyền rủa hồn quyển trục. Ngươi thật lấy là ta để cho ngươi ký vật kia, là đùa giỡn. T, lại có thể thật là bởi vì vậy quyển trục. Nghe vậy, may là Mục Lôi Vân như vậy kiến thức rộng phù tiên các chấp sự, hiện vào lúc này cũng là không nhịn được hơi ngược lại hút khí lạnh, có chút sau lưng lạnh cả người, mau cốt tủng nhiên. Tu chân giới các loại bừa bộn hù người thủ đoạn có rất nhiều, có thể Trần Phi bây giờ lấy ra loại này. Không khỏi cũng có chút quá khủng bố, quá dọa người đi. Một khi không bước chân tới được đánh cuộc, thì biết cưỡng ép nguyền rủa hết hủy ước người sinh mạng. Nguyền rủa hồn quyển trục, thật có kinh khủng như vậy sức ràng buộc. Ngươi mau cứu ta, mau để cho cái này đáng chết nguyền rủa lực biến mất, mau cứu ta à. Ta không muốn chết. Thác Bát Ba cảm giác được mình trong cơ thể sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, mặt đầy hoảng sợ hét lớn. Sụi lơ trên đất, liền đứng cũng không vững. Ta không cứu được ngươi, bây giờ có thể cứu ngươi, cũng chỉ có chính ngươi. Trần Phi cười nói, sau đó xoay người đem vậy lò luyện đan hai quả cấp 4 trung phẩm đan dược thu vào. Có câu nói thật tốt, từ làm bậy không thể sống. Hắn ngược lại muốn nhìn đối phương một cái có thể chống đỡ bao lâu. Ta, Thác Bát Ba nghe vậy chỉ có thể là biến sắc đứng lên. Trần Phi ý nghĩa, hắn dĩ nhiên rõ ràng, chẳng qua là, muốn để cho hắn buông tha xà tâm địa linh diễm, cái này cùng để cho hắn buông tha mình tương lai, mình tiền đồ, có cái gì khác biệt. Thật nếu là mất đi xà tâm địa linh diễm, hắn là được một phế vật à. Có thể hắn càng trì hoãn, càng do dự, càng chần chờ, vậy nguyền rủa hồn quyển trục lực lượng thì càng giống như kinh khủng mộng yểm vậy. Tham lam, nhanh chóng cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn cũng đã từ 35 tuổi người trung niên bên ngoài biểu, biến thành 5-60 tuổi lão đầu tử. Loại tốc độ này, loại biến hóa này, hoàn toàn là làm vậy thành tựu người đứng xem thương khôn, Mục Lôi Vân hai người rợn cả tóc gáy. Trong lòng từ đầu tới đuôi đều là lạnh như băng. Chủ nhân thủ đoạn thật là càng ngày càng dọa người. Thương khôn có chút đồng tình nhìn vậy mặt đầy hoảng sợ Thác Bát Ba. Số mệnh cũng sắp hết, còn chết ôm cái gì đó thiên địa dị hỏa không buông, có lệnh hưởng sao? Cùng lúc đó, nguyên rùa kia lực lượng nhanh hơn gia tốc cắn nuốt Thác Bát Ba sinh mệnh lực. Cuối cùng, chỉ gặp Thác Bát Ba đều trở thành một cái mau được chi đem mục nát lão đầu tử, ánh mắt run rẩy, cuối cùng là hấp hối tuyệt cuối cùng vậy một hơi. Dầm một tiếng, mới ngã xuống đất, liền vô sanh tức. Chết, thật đã chết rồi, Mục Lôi Vân nhìn trước mắt cái này sợ hãi một màn. Có chút sắc mặt lay động nói. Ánh mắt khẽ run. Như vậy giết người thủ đoạn, hắn chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Mà càng không biết, thì càng làm người ta sợ hãi. Thật đúng là đến chết cũng không muốn buông tay à. Bất quá, người lấy là nguyền rủa lực lượng, là nói đùa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ có thể là im lặng lắc đầu một cái. Không nghĩ tới Trần Phi đến chết cũng không muốn buông tha. Vậy cũng tốt. Vậy cũng chỉ có thể dứt khoát chết tính. Dù sao đây cũng là chính hắn tìm, không trách được người khác. Vèo. Nhưng vào lúc này đột nhiên, từ Thác Bát Ba chết đi bên trong thân thể đột nhiên bắn nhanh ra một đạo linh động đất tia sáng màu vàng. Giống như là một đoàn ngọn lửa, bị tay mắt lanh lẹ Trần Phi lập tức liền ngăn lại. Chủ nhân, đây là... Thương Khôn xít tới gần, tò mò hỏi. Xà tâm địa linh diễm. Trần Phi cười nói, chủ nhân đời trước bỏ mình sau đó, nó sẽ tự mình trốn vào đất đai. Bất quá, hắn làm sao có thể để cho nó chuồn mất đâu. Trần Phi giang tay ra, một mực lớn chừng ngón cái màu vàng đất hỏa xà đang hắn lòng bàn tay ở giữa yên lặng chìm nổi trước. Trông rất sống động, tràn ngập mênh mông thần bí chập chờn. Ngọn lửa này lại còn sẽ tự mình trốn vào đất đai. Thật là thần kỳ, nghe vậy Thương Khôn không nhịn được thở dài nói. Thiên địa dị hỏa tuân theo trời đất mà sống, có một ít linh trí, cũng không kỳ quái. Ngươi nói là đi, Mục tiên sinh. Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy một bên ánh mắt phức tạp Mục Lôi Vân nói. Thác Bát Ba chết, Thác Bát gia tộc chắc chắn sẽ không tha ngươi.
Thác Bát gia tộc có không chỉ một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tầng 4 cường giả cung phụng. Hơn nữa, hắn chết, chúng ta Phù Tiên Các mặt mũi lên cũng không quang, không thể nào thờ ơ. Nghe được Trần Phi mà nói, Mục Lôi Vân yên lặng hồi lâu sau, mới lên tiếng. Tuy nói cái này Thác Bát gia tộc, ở thành U Lang, cần ở bọn họ mấy thế lực lớn giữa trong kẽ hở tìm cuộc sống qua, nhưng đơn thuần liền thực lực mà nói, Thác Bát gia tộc thực lực không hề yếu. Hơn nữa, bởi vì hắn luyện đan sư gia tộc tính đặc thù, rất nhiều cao thủ thật ra thì cũng cùng bọn họ có ngó sen đoạn tơ liên quan hệ, cành lá đan chen, rắc rối phức tạp. Vậy thì như thế nào? Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, dù sao đồ là ta quang minh chánh đại đánh cuộc thắng được, hơn nữa, Mục tiên sinh ngươi cũng không vẫn là người chứng kiến sao? Mục Lôi Vân nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, tốt hồi lâu sau, mới gặp hắn nhìn Trần Phi. Sắc mặt khó coi nói, Trần Động Chủ, ngươi là ở tính toán ta. Dĩ nhiên không phải, Trần Phi lắc đầu một cái, từ túi đựng đồ chính giữa lấy ra một sách rất mỏng sách giấy, ở phía trên viết vẽ liền rất lâu, mới đưa hắn ném cho sắc mặt âm trầm khó coi Mục Lôi Vân, nhàn nhạt nói, Mục tiên sinh, đây là ta cam kết đồ, ngươi thu xong. Đây là cái gì? Mục Lôi Vân nhận lấy đồ, cau mày nói. Cổ chú phù sách thứ nhất sách, Trần Phi nói. Cổ chú phù sách, Mục Lôi Vân trong miệng lẩm bẩm cái này rất tên kỳ cục, đem quyển sách trên tay giấy lật một cái, nhất thời, liền gặp mắt thần lập tức co rúc lại. Bị vậy phù thư ở giữa kinh người nội dung hấp dẫn, thật lâu không nói ra được một chữ. Cả người trực tiếp là giống như ma chướng, không nói nằm không nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười một tiếng, không để ý tới nữa, rồi sau đó liền làm ra một cái vô cùng cử động kinh người. Chỉ gặp hắn cầm trong tay xà tâm địa linh diễm che kín, trực tiếp đi trong miệng nhét vào. Thổi phù một tiếng vang lớn. Trần Phi trở thành một người sống, bị hừng hực ngọn lửa hoàn toàn bao vây lại. Luyện đan bên trong phòng, một mảnh khô ráo cùng nóng bỏng, tựa như cái này mảnh không gian bên trong tất cả lượng nước, cũng tại sát na này ở giữa bị toàn bộ bốc hơi khô như nhau. Trần Phi cả người bao quanh nồng nặc ngọn lửa, nhiệt độ cao tới cực điểm. Thậm chí ở nơi này loại kinh người dưới nhiệt độ cao, luyện đan bên trong phòng Thương Khôn cùng với Mục Vân Sấm, đều có một loại sắp bệnh thoi thóp ảo giác cảm. Cái này làm người rợn cả tóc gáy, nhìn mà sợ. Bất quá loại này kinh người hoàn cảnh biến hóa, nhưng không có được bọn họ hai người chú ý. Bởi vì giờ khắc này hai người bọn họ ánh mắt, đều là ở ngọn lửa kia ở giữa bóng người trên mình, vững vàng đọng lại. Loại ba động này, luyện khí cảnh. Chỉ gặp Mục Lôi Vân mặt mũi sợ hãi cảm thụ từ Trần Phi bên trong thân thể truyền tới nhàn nhạt chập chờn, không nhịn được, vậy gương mặt trực tiếp là có chút kinh thế hãi tục đứng lên. Còn người co giúp lại. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi tu vi, lại là vẫn còn ở trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống. Luyện khí cảnh loại cảnh giới đó. Có thể thằng nhóc này không phải mới vừa theo vậy nhan chân phái đen trắng hai đem đụng nhau qua một chàng sao. Cho dù là dựa vào vậy có chút kỳ quái cường hãn con rối, có thể cái này ước chừng chỉ có luyện khí cảnh tu vi, có phải hay không có chút quá phóng đại. Ước chừng chỉ có luyện khí cảnh tu vi người, lại có thể đối kháng hai đại trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay. Hơn nữa, vẫn có thể luyện chế ra cấp 4 trung phẩm 2 văn đan dược, đây là bực nào kinh người, đáng sợ sự việc. Truyền đi, ai sẽ tin, ai dám tin. Nghĩ đến đây. Mục Lôi Vân ngay tức thì trong lòng đều có một loại rợn cả tóc gáy kinh ngạc, cảm giác rung động giác. Bởi vì, bực này kinh khủng tiềm lực, thiên phú, tương lai, vậy còn có. Còn như Thương Khôn lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt, chính là thật sâu thán phục, cùng với ngửa mặt trông lên. Bởi vì và Mục Lôi Vân rung động bất đồng, hắn nhưng mà biết, Trần Phi thực lực chân chính. Luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới. Nhưng có thể có được đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cao thủ cường hãn sức chiến đấu. Cái này nếu để cho Mục Lôi Vân biết, nhất định sẽ bị sợ ngu, hù ngây ngô. Mà đang ở này hai người cực độ thán phục cùng rung động ánh mắt dưới, ngọn lửa kia ở giữa bóng người đã là ngồi xếp bằng dưới đất. Theo vậy từng luồng liệt hỏa hừng hực tràn vào hắn thân thể, tựa như cái này luyện đan nhiệt độ trong phòng, đều là bị hắn thao túng vậy. Lúc cao lúc thấp, biến hóa vô cùng là mãnh liệt nhiệt độ. Làm được người thường căn bản khó mà chịu đựng loại ba động này cực lớn nhiệt độ biến hóa. Thấy tình cảnh này, Mục Lôi Vân không khỏi con ngươi ngưng nhiên nhìn Trần Phi bóng người, ánh mắt rụt một cái. Hắn,
thật chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Hắn nhìn bên người cách đó không xa Thương Khôn, tự lẩm bẩm, hỏi. Thương Khôn nghe vậy cười một tiếng, không trả lời. Bởi vì vậy trong không khí đang tràn ngập luyện khí cảnh tu vi hơi thở, đã hoàn toàn chứng minh một chút. Trần Phi bây giờ hôm nay cảnh giới tu vi, đúng là vẫn còn ở luyện khí cảnh. Bất quá, coi như là như vậy, chủ nhân hắn vậy so tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ lợi hại quá nhiều. Bực này kinh khủng nội tình, theo vượt cấp mà chiến tiềm lực, thiên phú, thật là có thể nói là kinh thế hãi tục à. Xa xa, vậy luyện đan bên trong phòng khu vực trung ương, Trần Phi bàn ngồi trên mặt đất. Mi mao hơi run một cái, một hớp dị thường khí thức nóng bỏng, chậm rãi theo cổ họng bị phun ói ra. Hô! Đi đôi với đạo này nhẹ nhàng âm tiết theo hô hấp từ cổ họng truyền ra, vậy quanh quẩn ở hắn mặt ngoài thân thể hừng hực ngọn lửa, vậy bắt đầu khẽ run lên. Từng luồng linh động hỏa xà, hắn màu sắc dần dần là do vốn là màu vàng đất, thành là yếu ớt đỏ nhạt, màu đỏ, đỏ thẫm, rồi đến cuối cùng màu tím. Cùng lúc đó, Trần Phi bên trong thân thể tu vi hơi thở cũng là vào lúc này hoàn toàn không chút nào trở ngại nhanh chóng đột phá đứng lên. Luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Hống. Lại đi đôi với một đạo yếu ớt âm tiết tiếng gầm nhỏ. Vậy vây quanh ở Trần Phi bên người ngọn lửa màu tím bất ngờ đều có chút đổi được tối tăm đỏ lên, thể tích vậy rõ ràng đi theo rụt một vòng. Cùng lúc đó, từ trên vùng đất kia, từng luồng thần bí chập chờn bắt đầu hiện lên, ngưng tụ thành từng cái màu vàng đất ngọn lửa đường cong, tựa như là mạng nhện vậy, đem ngọn lửa kia ở giữa Trần Phi thân thể trùng trùng quanh quẩn. Tràn ngập hơi mênh mông hơi thở. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp là làm Mục Lôi Vân vậy trở kiến thức huyên bác người, vậy bất ngờ hơi có chút biến sắc đứng lên. Như vậy kinh người tình cảnh, hắn chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Hơn nữa, luôn không khả năng luyện hóa thiên địa dị hỏa đều là như vậy đi. Trực giác của hắn nói cho hắn, ở trong này, Trần Phi tựa hồ còn tăng thêm thứ gì. Gần nửa ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, như mây trắng qua khe cửa. Trần Phi như cũ duy trì vậy kinh người trạng thái, mà hắn vậy cả người hơi thở, vậy thuận lý thành trương càng phát ra cường thịnh, cùng với cường hãn. Bực này biến hóa, ít nhất và đi theo nuốt xà tâm địa linh diễm trước, là có khác biệt một trời. Một cái ở trên trời, một cái trên đất. Oanh! Sốt cuộc, làm vậy cuối cùng một món xà tâm địa linh diễm bị Trần Phi luyện hóa tiến vào thân thể sau đó, hắn cả người cơ lập tức chính là tóe ra một loại sáng chói ngọn lửa sáng bóng. Trông rất sống động, ánh sáng chiếu sáng, có linh động ánh sáng màu. Cùng lúc đó, vậy mênh mông ngọn lửa linh khí vậy giống như là gió bão vậy, vào giờ khắc này, đồng thời ở trong ngoài thân thể hắn mãnh liệt, kinh người cuộn sạch mở ra. Luyện đan bên trong phòng nhấc lên cực kỳ nóng bỏng ngọn lửa lưu động. Cơ hồ là ở nơi này ngay tức thì, Trần Phi bên trong thân thể vậy giống như là vượt qua cực hạn vậy, bị ồ ồ cường thịnh linh khí, nhanh chóng tràn ngập. Hắn khí thế của cả người cũng thay đổi được cường hãn dị thường đứng lên. Chưa bao giờ có trạng thái cường thịnh. Đáng tiếc, kém một chút điểm. Bất quá luyện khí tầng 9 trình độ cao nhất, nửa bước trúc cơ, cũng nên để cho ta thỏa mãn. Không hổ là tuân theo trời đất sinh ra dị hỏa, nơi năng lượng ẩn chứa, quả nhiên thần kỳ. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Trần Phi trong lòng cũng là không nhịn được nổi lên vẻ vui mừng. Khóe miệng nụ cười yêu kiều. Ước chừng chẳng qua là đem cái này xà tâm địa linh diễm chính giữa còn sót lại năng lượng luyện hóa, liền lại làm hắn đột phá đến luyện khí tầng 9 cảnh giới cực hạn, nửa bước trúc cơ. Bực này năng lực, đủ để và một ít cao cấp bảo đan tương để tịnh luận. Cái này xà tâm địa linh diễm không hổ là tuân theo trời đất mà sinh dị hỏa, quả thật bất phàm. Thần kỳ vô cùng. Khẽ nhếch miệng, một hớp có chút đục ngầu hơi thở, bị vậy Trần Phi thuận miệng ói ra ngoài. Cùng lúc đó, liền gặp hắn đứng dậy vung tay một cái, vậy đầy trời cuồn cuộn ngọn lửa, trực tiếp là bị hắn hoàn toàn thu vào trong thân thể. Xà tâm địa linh diễm, luyện hóa xong thành. Chủ nhân thành công, Thương Khôn sắp tới gần, phát ra từ nội tâm kính nể hỏi. Cái này xà tâm địa linh diễm ở Trần Phi trong tay, và Thác Bát Ba trong tay, thật giống như hoàn toàn không phải một vật. Khác xa quá rõ ràng. Dĩ nhiên là thành công. Trần Phi vặn vẹo một cái cổ. Xương đụng nhau đụng phát ra tiếng rắc rắc, cái này làm cho hắn không nhịn được tuét miệng cười lên. Khoát tay, một cái trông rất sống động ngọn lửa con rắn nhỏ xuất hiện, quanh quẩn tay hắn cánh tay, nơi tản ra nhàn nhạt chập chờn làm người ta kinh hãi dị thường.
coi như là vậy yêu thú cấp 3 cảnh giới Thương Khôn, cũng không nhịn được hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì chỉ là nhìn vậy cái ngọn lửa con rắn nhỏ, tim hắn, cũng có chút không ức chế được cuồng loạn. Điều này đại biểu chỉ là ngọn lửa kia con rắn nhỏ lực lượng, sợ rằng cũng đã là vượt xa hắn hiện tại. Nghĩ đến đây, Thương Khôn không nhịn được thở một hơi thật dài, nhìn vậy mặt tươi cười Trần Phi, chúc mừng nói, chủ nhân, chúc mừng. Thực lực lại tiến về trước một bước dài. Thương Khôn lời còn chưa dứt, Mục Lôi Vân cũng là một mặt thần sắc rõ ràng lộ vẻ rung động đi lên. Nhìn Trần Phi, tâm phục khẩu phục mở miệng chúc mừng nói, Trần Động Chủ, chúc mừng. Người đây tuyệt đời thiên phú, đơn giản là làm người ta xấu hổ à. Mục tiên sinh quá khen rồi. Vậy cổ chú phủ sách, người có hài lòng không? Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi. Mục Lôi Vân nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó cặp mắt hiện ra lau một cái thật sâu ngưng trọng, nói, phía trên này cổ nguyền rủa thuật, ta chưa bao giờ nghe. Nhưng ta có thể khẳng định, loại thủ đoạn này, quả thật lợi hại, quả thật kinh người. Mục tiên sinh hài lòng liền tốt. Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, nếu đầu nhận, vậy làm phiền mục tiên sinh nhớ thay chúng ta bảo thủ bí mật nha. Nghe được cái này, Mục Lôi Vân con ngươi ngưng ngưng. Yên lặng hồi lâu, nói Thác Bát Ba chết, không gạt được. Nhất là xà tâm địa linh diễm vậy còn thất lạc, bất kể là chúng ta phù tiên các cao tầng, hoặc là Thác Bát gia tộc, cũng không thể thờ ơ. Cùng bọn họ thủ đoạn, coi như là ta cắn chết không mở miệng, bọn họ vậy nhất định là có biện pháp. Có thể từ những địa phương khác thăm dò đến dấu vết. Phải không? Nghe vậy Trần Phi con người hơi ngưng ngưng. Quả thật, coi như là Mục Lôi Vân không mở miệng, có thể những đại thế lực kia thủ đoạn theo năng lực, vậy còn chưa dùng chất vấn. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy lười được nghĩ nhiều nữa. Dứt khoát đi một bước xem một bước đi. Rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt bình thản nói, đã như vậy, vậy thì mời Mục tiên sinh ngươi bên này bảo thủ tốt bí mật là được. Những thứ khác không cần ngươi bận tâm. Nghe được cái này, Mục Lôi Vân hơi ngẩn ra. Chỉ gặp hắn yên lặng hồi lâu sau, mới đột nhiên cắn răng mở miệng nói, Trần Động Chủ, không dối gạt ngươi nói, ta ở thành địa võ cũng có chút quan hệ, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi tiến cử cho thành địa võ một nhà thế lực lớn. Đến lúc đó, bất kể là Phù Tiên Các, hoặc giả là Thác Bát gia tộc, cũng không nhúc nhích được ngươi. Ừ, nghe vậy Trần Phi ngẩn người. Không nghĩ tới Mục Lôi Vân lại có thể nói ra những lời này. Hắn lại còn nói mình ở thành địa võ có quan hệ. Hắn không phải Phù Tiên Các thành U Lang phân bộ chấp sự sao? Làm sao? Bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, nói, đa tạ Mục tiên sinh ngươi hảo ý. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ta chí không có ở đây thành địa võ, cho nên không muốn để cho mình bị trói buộc ở nơi đó. Thành địa võ, ta sẽ đi. Nhưng không phải bây giờ. Nghe được Trần Phi nói như vậy, Mục Lôi Vân vậy rõ ràng chuyện không thể là, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không khuyên nữa nói. Vậy thì như vậy, ta sẽ hoàn thành tốt mình chức trách, nhưng những thứ khác, ta không dám cam đoan. Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi nói. Như vậy là đủ rồi. Mục tiên sinh, cáo từ, đa tạ chiêu đãi. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi. Thương Khôn vậy lập tức là đi theo lên. Hai người biến mất ở đó luyện đan bên ngoài phòng mây khói trong. Nhìn vậy Trần Phi, Thương Khôn hai người dần dần biến mất rời đi hình bóng, Mục Lôi Vân tại chỗ đứng lặng liền hồi lâu, trong mắt lóe lên, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, im lặng hướng tương hướng ngược lại rời đi. Lần này làm đi ra một cái như vậy lớn cục diện rối rắm, coi như là lấy hắn thân phận, chỉ sợ cũng được nhức đầu rất lâu rất lâu. Có thể vì vậy một sách cổ chú phù sách, vẫn là trị giá. Cùng lúc đó, Trần Phi, Thương Khôn hai người rời đi Phù Tiên Các sau đó. Vậy người sau do dự một chút, hỏi chủ nhân, buổi tối hội đấu giá, còn đi không ra? Hội đấu giá? Trần Phi trước vẫn là hơi ngẩn ra, rồi sau đó liền không chút do dự cặp mắt sáng lên, nói, đi. Tại sao không đi, vừa vặn đi kiểm nghiệm, ta bây giờ sức chiến đấu kết quả tăng lên nhiều ít. Đi, sẽ đi ngay bây giờ. Nhìn nơi chân trời xa dần dần tối xuống ánh nắng chiều, Trần Phi vung tay lên, cảm xúc mạnh mẽ vô hạn nói. Hắc Phong Hạp, do Nhan Chân Phái dẫn đầu cử hành đứng cỡ nhỏ hội đấu giá, cơ hồ là ở rất trong thời gian ngắn liền trở thành mọi người trong miệng hiếm có thịnh hội. Không có biện pháp, Nhan Chân Phái, bản thân chính là vậy thành U Lang vô cùng cường hãn nhất lưu một trong những thế lực. Cùng rất nhiều hung danh bên ngoài đồ vật khổng lồ đều là đặt song song,
chỉ là một điểm này, cũng đủ để làm bọn họ đội ngũ, thành là trong mắt mọi người tiêu điểm. Trọng yếu nhất, hơn nữa huống chi, gần đoạn trong thời gian còn có tin tức truyền ra, Nhan Chân phái cố ý muốn đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực Tôn Quý Ngai Vàng. Vì thế, bọn họ đang các phe chiêu binh mãi mã, vì thế lần sóng cuồng nghiệp lớn tạo thế. Như vậy rung động lòng người cử động, kinh người tin tức, tự nhiên cũng là làm vậy Hắc Phong Hạp các thế lực lớn cao tầng đều có chút tâm thần kích động. Có câu nói thật tốt, thêm gấm thêm hoa giao dịch, giúp người đang gặp nạn khó khăn. Đây đối với bọn họ mà nói, làm sao thường không phải một lần trọng đại lựa chọn cơ hội. Nếu như bọn họ nguyện ý ở thời điểm này tiếp nhận Nhan Chân phái mời chào, giúp người đang gặp nạn, mà trong tương lai, vậy Nhan Chân phái lại thành công trở thành thành U Lang thứ 5 nhà đứng đầu cấp thế lực nói. Hết thảy các thứ này, có thể có được hồi báo, sẽ đem vô cùng kinh người. Cho nên lần này đem chờ đợi chính bọn hắn lựa chọn. Đánh cuộc một lần, sống, hoặc là chết. Bây giờ đêm, định trước phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, còn có tin tức truyền ra, Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử Dạ Mạc đại nhân nhi tử, Dạ Thanh công tử, cũng có ý muốn mượn tối nay trận thế, đi đối phó vậy trước ban ngày ở giữa, lại dám cùng bọn họ Nhan Chân phái không qua được cái gì Minh Thần Động động chủ, Trần Phi. Cái gì Minh Thần Động, ở các lộ cường giả, cao thủ trong tai hoàn toàn là chút nào vô danh khí, căn bản không nghe qua. Mà Nhan Chân phái, chính là thành U Lang thanh danh hiển hách đồ vật khổng lồ một trong. Hai người đối với so, khác xa cao thấp lập gặp. Cho dù là nghe nói vậy Minh Thần Động động chủ, có thể mượn một chiếc thần bí con rối lực, cùng vậy Nhan Chân phái đen trắng hai đem cũng chiến thành ngang tay. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Bởi vì nói một cách thẳng thừng, cái này không qua vẫn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tầng thứ tả hữu chiến đấu. Chỉ có cái loại đó tầng thứ. Mà đây đối với có tư cách cân nhắc đầu dựa vào Nhan Chân phái thế lực mà nói, thật ra thì cũng không coi vào đâu. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tầng thứ sức chiến đấu, ở trong mắt bọn họ mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Chính là ôm như vậy tín niệm, không thiếu cố ý muốn đầu dựa vào Nhan Chân phái thế lực, đều bắt đầu vụng trộm cười lạnh lăm le đứng lên. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi loại này không biết trời cao đất rộng người, vừa vặn có thể thành là bọn họ đầu danh trạng, đá lót đường. Ha ha, lại dám theo Nhan Chân phái làm khó dễ, làm thật không biết lượng sức. Là đêm, Hắc Phong Hạp bên trong lâu đài bộ một nơi vô cùng là rộng lớn kiến trúc hùng vĩ bên trong, lui tới hội tụ rất nhiều đạo cường hãn hơi thở theo bóng người. Những người đó không thiếu cũng cường hãn dị thường, hơn nữa số lượng rất nhiều, làm cái này kiến trúc hùng vĩ ban đêm, náo nhiệt dị thường đứng lên. Nhưng vào lúc này, có một đạo người khoác trường bào trẻ tuổi bóng người bình thản bước vào trong đám người. Nhất thời, ở hắn người chung quanh đều giống như cảm giác được cái gì áp lực vậy, hơi biến sắc mặt khí tới, theo bản năng nhường ra chút khoảng cách. Ngoài ra ở hắn bên người, giống vậy còn có một vị môi có chút dịch thấu trong suốt râu dài yêu tộc ông già bóng người, cho người cảm giác giống vậy thực lực không kém, đưa tới không ít người chú ý. Hiển nhiên, cái này hai người tổ hợp không phải người khác. Chính là Trần Phi còn có Thương Khôn hai người. Ừ, là hắn, hắn lại có thể thật dám xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, hắn không biết Dạ Thanh công tử phải đối phó hắn? Có người nhận ra Trần Phi, trẻ tuổi này nam tử bất ngờ là trước ban ngày ở giữa, dám can đảm theo Nhan Chân phái đối nghịch thế đầu. Nguyệt thị Nhan Chân phái, còn giết người, bây giờ, hắn lại dám xuất hiện ở nơi này. Yêu tộc ông già tối thiểu đạt tới yêu thú cấp 3 cảnh giới, hơn nữa xem như vậy, thật giống như còn là một nô bộc. Người trẻ tuổi kia là ai? Người biết hắn, có vài người cũng không nhận ra Trần Phi, sắc mặt rung động hỏi. Cho dù là ở nơi này hôm nay Hắc Phong Hạp, cường giả hội tụ, có thể để cho một vị yêu thú cấp 3 cảnh giới yêu tộc ông già cũng còn là làm nô bộc. Loại chuyện này thực, như cũ vẫn sẽ làm rất nhiều người đều cảm giác được rung động. Dẫu sao, đây cũng không phải là chuyện đùa. Giống như ở Ưng Giản Hạp cái loại địa phương đó, yêu thú cấp 3 đều đủ để xưng hùng. Dĩ nhiên nhận được, mấy ngày trước tới đây Hắc Phong Hạp người sợ rằng không người sẽ không nhận biết hắn. Người có thể dù sao cũng đừng xem hắn trẻ tuổi, liền cảm thấy hắn yếu. Người có biết Nhan Chân phái Dạ Mạc đại nhân thủ hạ đen trắng hai đem, hai cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, có thể ở trong tay hắn lại cũng còn là chỉ giáp thành liền một ngang tay. Hơn nữa, tên này còn giết Nhan Chân phái người, hơn 10 cái, rất nguy hiểm.
người nọ mặt mày hớn hở nói. Trong đầu phảng phất là vang lên ngày đó thấy hết thảy. Dám làm đen trắng hai đem mặt mà giết người, cái này cái gì minh thần động động chủ mặc dù vô danh, có thể cũng là một hung ác, nguy hiểm nhân vật. Lá gan thiên đại. T, như thế lợi hại, người hỏi cổ rụt một cái, sắc mặt run run nói. Loại nguy hiểm này nhân vật, ở hắn trong mắt, sợ rằng theo sát thần không việc gì khác biệt, dĩ nhiên tuyệt đối là mau sớm cách xa tương đối khá. Coi như tên này theo Nhan Chân Phái có thủ oán, có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì? Đó là Nhan Chân Phái chuyện. Dĩ nhiên lợi hại, bất quá tên này tối nay lại có thể thật dám đến, cũng là gia nhân ý liệu à? Chẳng lẽ hắn không biết, tối nay rất nhiều chuẩn bị đầu dựa vào Nhan Chân Phái thế lực cũng sẽ ở. Những thế lực kia trong, nhưng mà không thiếu trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ à? Vậy mặt mày hớn hở người lại không nhịn được tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Trần Phi tối nay đến, có phải hay không quá xung động, quá qua loa. Hắn coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ, còn có thể theo cường giả thế hệ trước như nhau sao? Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là một cái, mà là, rất nhiều người à. Rất nhiều người thấy Trần Phi đến sau đó đều ở đây ẩn núp bàn luận xôn xao, dẫu sao ngày đó Trần Phi làm hết thảy, quá mức chói mắt. Hơn nữa, tối nay Dạ Thanh công tử tư tâm. Vậy rất rõ ràng. Cái này quả thực không để cho bọn họ không cách nào không nghị luận. Chẳng lẽ nói, thằng nhóc này là thật không sợ tối nay cái này hồng môn yến. Loại thời điểm này, vậy mà nói lưu không phải tốt sao? Có không người sẽ cười nhạo hắn. Bởi vì đổi lại là người bất kỳ, sợ rằng cũng biết làm như vậy. Bất quá Trần Phi lúc này ngược lại là lộ vẻ được vô cùng là thủ như vậy. Để cho hắn lưu, trước không nói như vậy biết bao mất thể diện. Coi như là trong lòng của hắn vậy kiêu ngạo, chỉ sợ cũng quyết không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa, hắn bây giờ cảnh giới tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 9 trình độ cao nhất, nửa bước trúc cơ, thực lực bạo tăng. Hơn xa với trước, sợ cái gì? Trần động chủ, người khỏe. Lúc này, một giọng nói truyền vào Trần Phi trong tai, Trần Phi ánh mắt chuyển qua, chỉ gặp đội một hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đội ngũ đang hướng hắn đi tới. Đầu lĩnh kia người là một vị nhìn như chừng 30 tuổi người, rất trẻ tuổi, mang trên mặt một ít mỉm cười. Người khỏe, xin hỏi là, vì vậy thấy tình cảnh này Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Bởi vì, hắn cũng không nhận ra đối phương. Trần động chủ ngươi tốt, ta kêu Hoa Cẩm Minh, ta tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ thành U Lang Tuyết Lâu, nghe Trần động chủ ngươi phong tư, muốn nhận thức một chút, xin hãy tha lỗi ta lỗ mãng. Trên mặt người kia mang vô cùng là thành khẩn nụ cười. Mà hắn tự giới thiệu, vậy làm không ít người thần sắc khẽ biến. Thành U Lang Tuyết Lâu. Đợi một chút, đó không phải là. Hắn chính là Hoa Cẩm Minh. Ta nghe nói qua hắn, nghe nói là thành U Lang Tuyết Lâu thế hệ này hết sức tinh nhuệ một trong thiên tài. Hôm nay tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, rất lợi hại. Tuyết Vân Lâu, thành U Lang một trong bốn đại thế lực đứng đầu. Bùi gia tử đối đầu. Cái này Tuyết Vân Lâu chính là do Tuyết Lâu theo mây lầu tạo thành, phân là hai phần lớn. Ta nghe nói cái này Hoa Cẩm Minh thật giống như còn có một ca ca, chính là Tuyết Vân Lâu bản bộ bất thế thiên tài. Một trong đệ tử hạch tâm. Ngươi nói là Hoa Thiên Minh, Tuyết Vân Lâu bản bộ thành viên nòng cốt, thật giống như không một cái lại yếu hơn Nhan Chân thất tử. Đám người truyền tới rung động tiếng nghị luận. Không nghĩ tới lại còn ở nơi này thấy Tuyết Vân Lâu hai chi nhánh lớn một trong Tuyết Lâu thiên tài, Hoa Cẩm Minh. Tên này coi như là ở thành U Lang, tất cả đều là hơi có mấy phần uy danh. Nhất là ca ca hắn Hoa Thiên Minh, lợi hại hơn, nghe nói một thân sức chiến đấu đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên tầng thứ. Là không kém gì Nhan Chân phái, Nhan Chân thất tử cấp bậc. Nguyên lai là Hoa Huynh, thất kính, người cứ như vậy theo ta chào hỏi. Không sợ Nhan Chân phái người, mất hứng. Nghe được bên tai những cái kia nghị luận ầm ĩ rung động thanh, Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra, tò mò hỏi. Bọn họ mất hứng liền mất hứng thôi, có thể đem ta như thế nào? Ngược lại thì Trần huynh ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy ngươi tối nay có chút xung động. Ngươi sợ rằng không biết, tối nay không hề thiếu muốn vỗ Nhan Chân phái nịnh bợ lão ra, đều đã đến. Hoa Cẩm Minh tiến tới Trần Phi bên tai, có chút ngưng nhiên nói. Hắn Hoa Cẩm Minh không sợ Nhan Chân phái, không sợ những người này,
là bởi vì là sau lưng hắn có Tuyết Lâu thành tựu núi dựa, có thể Trần Phi. Chẳng lẽ hắn vậy có cái gì tương tự dựa vào, làm hắn giống vậy không sợ? Nếu không, nhiều như vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, thậm chí là nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới lão quái vật, hắn như thế nào địch nổi? Cho dù là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cái này cũng vẫn là đánh không thắng à? Nghĩ đến đây, Hoa Cẩm Minh không nhịn được thử dò xét nói, Trần Huynh, tối nay buổi đấu giá này, người thật chuẩn bị tham gia. So vàng thật thật đúng là, Trần Phi cười một tiếng, tuét miệng nói, ta tối nay nếu cũng đã tới, lại như thế nào bỏ được bỏ qua như vậy thịnh hội đâu. Hơn nữa, chính là mấy con nhảy lên nhảy xuống khỉ mà thôi, có thể làm gì ta? Nhảy lên nhảy xuống khỉ, Hoa Cẩm Minh cầm có chút chật khớp, diễn cảm kinh dị với cổ quái. Ở Trần Phi trong mắt, Dạ Thanh các người, chính là hình tượng này. Không thiếu chung quanh lỗ tai thính người nghe vậy, cũng là một mặt sợ hãi, chấn động. Lời này nếu là truyền tới Dạ Thanh công tử trong lỗ tai, không tức điên mới là lạ. Nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá, ngay tại Hoa Cẩm Minh kinh ngạc Nam Nam Thanh vừa dứt hạ sau đó, một đạo hơi có vẻ giễu cợt cùng âm lãnh to dày thanh, liền trực tiếp là vang lên. Vang khắp ở mọi người bên tai. Trước còn nói đối với người có chút hứng thú, bây giờ nhìn lại, thật là làm cho người thất vọng à. Ngươi là thứ gì, cũng có thể có tư cách giễu cợt Dạ Thanh công tử. Coi là thật buồn cười. Một người người mặc khôi giáp vóc người to lớn nam tử đi tới. Ánh mắt tràn đầy hung ác vẻ, cả người lưu chuyển hơi thở vậy vô cùng là kinh người. Hắn là Kim Vân Cung Nghiêm Hùng, đông đảo đạo ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy trên người vừa tới, phồn hóa ra vô cùng là kiêng kỵ thần sắc. Chứng minh cái này người tới thân phận, hoặc là thực lực, hẳn rất không bình thường. Thằng nhóc, người có dám theo ta đánh một chàng, thua, quỳ xuống trên mặt đất hướng Dạ Thanh công tử nói xin lỗi, tự đoạn hai tay, ta Nghiêm Hùng liền tha cái mạng chó ngươi, miễn được vào bên trong, xấu hổ mất mặt không nói, còn thất lạc mạng nhỏ. Rồi sau đó liền gặp vậy Nghiêm Hùng nhìn Trần Phi, giễu cợt cực kỳ mở miệng nói. Mặt đầy đều là cười nhạt. Đám người nghe vậy con người cuối cùng đông lại một cái, nhìn Trần Phi. Cái này thứ một cái phiền phức tới, hắn sẽ như thế nào xử lý đâu. Nhưng mà, đối với khiêu khích này, Trần Phi nhưng chỉ là mí mắt hơi nhấc lên một chút, cũng không có nhìn đối phương, nhưng hắn từ trong miệng phun ra lời nói, nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ, đều là làm yên tĩnh lại. Ngươi, muốn tự biết mình. Ngươi coi là cái thứ gì? Nói muốn ta cùng ngươi đánh, hãy cùng ngươi đánh. Nhất thời, đám người một mảnh xôn xao, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Liền liền Hoa Cẩm Minh cũng giống như vậy. Cái này Nghiêm Hùng ta có nghe nói qua, giống như là một không kém trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, nhưng bây giờ. Cái này Trần Phi lại còn nói khiêu khích của hắn, là không tự biết mình. Hắn không nhìn được sắc mặt cổ quái tự mình lẩm bẩm. Cái này trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày cao thủ tới khiêu khích, đều là không tự biết mình, vậy bọn họ những thứ này những người khác, coi là cái gì? Cái này ngay tức thì, hắn Hoa Cẩm Minh đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. Ta, cái này, thằng nhóc này là không phải có chút quá cản rỡ. Như vậy trong mắt không người. Đúng vậy, cái này Nghiêm Hùng giàu gì cũng là Kim Vân Cung thứ hai nhân vật lợi hại, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay. Mà bây giờ... Thằng nhóc kia đối mặt khiêu khích của hắn, lại có thể thờ ơ, còn như vậy miệng ra cuồng ngôn. Người muốn tự biết mình, tâm tắc, đây là đang nói Nghiêm Hùng, vẫn là nói chính hắn đâu. Ngược lại thật là để cho người rất muốn mỏi mắt mong chờ à. Mọi người vây xem tất cả đều xôn xao, sắc mặt rung động. Tuy nói tối nay cái này, âm thầm dâng nước xoáy, rất nhiều người cũng trong lòng hiểu rõ, là chuyện gì xảy ra, vậy rõ ràng vậy họ Trần. Cái gọi là minh thần động động chủ, khẳng định cũng là có vốn để chảnh, hết sức lợi hại, nếu không, lại làm sao có thể đủ cùng vậy đen trắng hai đem cũng được kỳ cổ tương đương. Nhưng coi như là như vậy, ở bọn họ xem ra, Trần Phi cái này lúc này cử động vậy vẫn là có chút quá cản rỡ. Chân thực có chút trong mắt không người. Dẫu sao vậy Kim Vân Cung Nghiêm Hùng coi như là giàu gì, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày cảnh giới tu vi vẫn phải có. Nhân vật như vậy. Dầu gì, há lại là hạng người bình thường. Có thể bị người như vậy coi thường. Từ xưa tới nay, trong mắt không người người kết quả cũng sẽ không quá tốt. Cho nên lần này, có thể hay không cũng giống như vậy đâu. Hoặc là, lại có kinh người gì lộn. Rất nhiều người nghĩ đến đây,
liền theo bản năng ngừng thở đứng lên. Lặng lẽ đợi nói tiếp. Ngươi nói gì? Mà vậy người mặc khôi giáp nghiêm hùng nghe vậy, hắn sắc mặt cũng là trong chốc lát thì trở nên được xanh mét. Thanh nhất khối tử nhất khối, cả người khí được run rẩy, vậy thô cuồng, hung ác gương mặt, hôm nay cũng bị dữ tợn thay thế. Hắn nghiêm hùng, xuất từ không kém gì Tử Viêm cung nổi danh thế lực, Kim Vân cung, càng chính là nên thế lực thứ hai lợi hại cường quyền nhân vật. Trên tay không biết nhuộm qua nhiều ít máu, từng giết bao nhiêu người, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn nhưng ngay trước nhiều như vậy cặp mắt, nhiều người mắt nhìn chừng chừng mặt mà, thành mỉm cười chui. Bị người dạy bảo, người, muốn tự biết mình. Cái này hắn mà hãy cùng một cái tát hung hăng vung ở hắn trên mặt, có cái gì khác biệt? Không, là có khác biệt. Khác biệt ở chỗ cái này sợ rằng đã không phải là một cái tát chuyện, mà là mấy bàn tay. Đem mặt hắn phiến bịch bịch vang. Nhục nhã như vậy sự việc, ở trên người hắn, sợ rằng đời này cũng không có phát sinh qua. Dẫu sao nghiêm ngặt nhắc tới, một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, coi như là đi thành U Lang, cũng đều khẳng định có thể xông ra một ít danh tiếng. Mà nếu là ở lại ví dụ như ưng giản hạp tương tự khu vực nói, lại là chế phách, vô địch, đi ngang, tồn tại. Cho nên làm hắn bây giờ vừa nghe đến Trần Phi như vậy, nhục nhã như vậy. Hắn nội tâm, ngay tức thì bị lửa giận hoàn toàn tràn ngập. Tiểu tạp chủng, xem ra ngươi thật đúng là hèn nhát. Chỉ gặp vậy nghiêm hùng mặt mày xanh lét, diêu nhìn Trần Phi, mất lý trí, cắn răng nghiến lợi châm chọc nói, nếu như ngươi cảm thấy như vậy làm bộ làm tịch, coi như che giấu đi ngươi trong nội tâm chột dạ, vậy ngươi liền cứ việc xính lưỡi răng chi nghiêm túc đi. Ta thừa nhận, công phu miệng ta xác thực không bằng ngươi. Bất quá, ngươi lá gan, có lẽ vậy cũng chỉ là theo ngón cái như nhau. Vậy chút xíu lớn, a. À. Vĩ âm mang khinh thường nồng đậm, giống như là khinh thường sẽ cùng nói đến nói như nhau. Ừ, nghe vậy, Trần Phi khẽ cau mày, hiển nhiên hắn đúng là không nghĩ tới đối phương miệng lại có thể như vậy lanh lẹ. Như thế một phen xuống, hắn lực sát thương, đích xác là có chút làm trong cơ thể hắn chảy máu tăng tốc độ, tức giận. Bất quá, cái này còn là hắn đi tới tu chân giới sau đó, lần đầu tiên, môi súng khẩu chiến. Rơi vào hạ gió, cái này làm hắn có chút không phục. Không cam lòng. Ha ha, sát theo liền gặp hắn ha ha khẽ cười hai tiếng, nhàn nhạt lắc đầu một cái, một bộ thất thanh cả cười hình dáng, nhếch mép, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi cục lớn như vậy thanh hống, có thể làm cho ngươi trong lòng tự ti dễ chịu chút, vậy cứ tiếp tục đi. Nói thật, ta không phải là không muốn cùng ngươi đánh, chẳng qua là, đơn thuần cảm thấy ngươi có chút thực lực không đủ, chỉ như vậy mà thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi là tìm chết. Oanh! Quả nhiên, Trần Phi cái miệng này sao có thể bị người thắng nổi. Hắn thanh âm như vậy nhàn nhạt nói ra sau đó, vậy nghiêm hùng cả người, trực tiếp là giống như kim châm vậy. Đi đôi với vậy nghiêm hùng sắc mặt nhăn nhó gầm thét, một cổ kinh khủng hơi thở, trực tiếp là giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy kinh khủng nổ tung. Chỉ gặp vậy nghiêm hùng ngay tức thì trong cơ thể hiện ra cường hãn màu vàng linh khí, lan tràn hơn 10 gạo. Tung tóe ra đùng đùng kim loại sắc bén cắt rời thanh. Rồi sau đó vậy nghiêm hùng cả người, tựa như hóa thành đạn đại bác, xông về Trần Phi. Cùng lúc đó, vậy mọi người vây xem sắc mặt biến, vèo 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 thanh âm xốc xếch bạo khởi. Cơ hồ tuyệt đại đa số người cũng vào giờ khắc này không chút do dự lui ra. Nhường ra chiến trường. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác đạt được, vậy nghiêm hùng là thật bị chọc giận. Lúc này như vậy tư thái. Chỉ ít đều là hắn thời kỳ toàn thịnh 80% trở lên lực lượng. Tiểu tạp chủng, ta một quyền này, tuyệt đối phải đem ngươi nghiền thành thịt nát. Vậy nghiêm hùng trên mặt thần sắc vô cùng dữ tợn, cả người bắn tung tóe ra sắc bén ánh sáng màu vàng, dính ở trên không khí trên, phảng phất là có thể đem không khí cũng cắt ra. Thương khôn, ngươi muốn lui về phía sau một ít, thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi híp lại, nhún vai một cái, một bên nhàn nhạt nói. Một bên tốc độ thật nhanh bước về phía trước một bước. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn lực lượng vậy tựa như là nước lũ và mãnh thú vậy, hoàn toàn bộc phát ra. Cầu vồng đỏ đầy trời sâu ngày. Ngày hôm nay hắn, đột phá đến nửa bước trúc cơ cảnh giới, hoàn toàn có thể nói là chưa bao giờ có mạnh mẽ. Cho nên, hắn bày ra tư thái, muốn đón đỡ hạ đối phương cái này nén giận một kích. Mà ở thấy tình cảnh này, như vậy mũi châm đối với mạch mang. Hoàn toàn nổ tung,
chút nào không ngoài suy đoán hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ nóng bỏng ánh mắt. Hắn lúc này cửa, trong ánh mắt cũng nổi lên lau một cái nóng bỏng và mong đợi. Bọn họ đều rất tò mò, cái này Trần Phi ngông cuồng, trong mắt không người, rốt cuộc là có tư cách làm như vậy, vẫn là, người, không tự biết mình, đâu. Những thứ khác tạm thời bất luận, nhưng cái này Nghiêm Hùng sức chiến đấu, tuyệt đối là muốn so với tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay cường hãn một đường. Mà vượt là cao thủ, cái này cách một con đường, liền vô cùng khẩn yếu. Tiểu tạp chủng, cho ta chết. Chớp mắt giữa thời gian sau đó, vậy Nghiêm Hùng tựa như cùng là một đoàn khổng lồ màu vàng liệt diễm, khí thế cuồn cuộn lại cắt rời liền không khí. Chỉ một quả đấm giống như là sao xa vậy kinh khủng rơi xuống, mang theo cuốn kinh khủng lực lượng. Hắn một đôi tròng mắt chính giữa, lúc này lại là lóe lên ác liệt tàn nhẫn, theo tức giận máu tanh đứng lên. Hắn hai quả đấm này, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay cũng không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ, tiểu tạp chủng này lại dám khinh thường như vậy, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Tức khắc ở giữa, hắn tựa như đã thấy Trần Phi bị hắn một quyền này nghiền thành thịt nát. Đổ máu tại chỗ. Có thể tiếp theo, hắn vậy chỉ quả đấm đột nhiên gặp chắc như bàn thạch trở ngại, và kinh khủng kia tới cực điểm lực phản chấn, nhưng trực tiếp là làm hắn sắc mặt đột biến đứng lên. Lau một cái thật sâu chấn động từ hắn trong tròng mắt khó mà ức chế nổ bắn ra ra. Phịch một tiếng vang thật lớn. Nghiêm Hùng quả đấm chặt chẽ đụng vào một cái nhìn như hơi có vẻ đơn bạc trên bàn tay. Kinh khủng đợt khí tựa như là có thực chất vậy, hướng vậy thẳng đứng quyền trưởng giao kích mặt bằng tiếng rít bốn phương tám hướng. Nhưng mà, một quyền kia cũng đã không có biện pháp tiến thêm được nữa. Tình cảnh như vậy, nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ đều có chút da đầu nổ tung, cảm giác mao cốt tủng nhiên. Nhìn vậy đơn bạc bàn tay chủ nhân, bọn họ con ngươi, đồng loạt có chút co rúm lại. Hắn lại có thể lấy loại phương thức này đón đỡ Nghiêm Hùng một quyền. Chỉ gặp Hoa Cẩm Minh ánh mắt rung động nhìn Trần Phi, trong đôi mắt lóe lên vẻ khó tin. Lấy hắn bối cảnh theo nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra, cái này Nghiêm Hùng cả người thực lực chỉ sợ là 10 có 8 9 đều ở đây một đôi bàn tay thịt, trên nắm tay. Cho nên đang đối mặt loại kiểu này địch nhân thời điểm, coi như là thực lực không kém gì đối phương, nhưng chỉ cần là hơi lý trí chút người, cũng không thể lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì đụng không thắng, nhất định là lựa chọn tránh mũi nhọn, từ hắn nhược điểm ra tay, mới là có thể chiến thắng loại địch nhân này thích hợp nhất phương pháp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi cái gì hợp ý mưu lợi phương pháp đều không chọn, cứ như vậy ngang ngược, cứ như vậy trực tiếp, cứ như vậy cảm xúc mạnh mẽ. Trực tiếp cho ngươi cứng đối cứng nhận xuống, không yếu thế chút nào, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này Trần Phi cái này cả người thân xác lực lượng, sợ rằng đã là không thể so với vậy Nghiêm Hùng yếu đi. Nhưng vấn đề là dựa theo trước khi tình báo tới xem, hắn không là dựa vào vậy nghi là yêu thần khôi lỗi đồ, mới theo đen trắng hai đem chiến thành ngang tay sao? Thật nếu là nói như vậy, bây giờ loại tràng diện này, lại coi là cái gì? Hoa Cẩm Minh lúc này trong lòng rất loạn, bất quá hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là so với trước đó, nhiều hơn rất rõ ràng ngưng nhiên, coi trọng. Ngươi lại có thể. Trong chiến trường ương, vậy Nghiêm Hùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Trần Phi ngăn trở mình một quyền này bàn tay. Trong ánh mắt kia, đã là có kinh khủng nồng đậm trần trụi khỏa thân hiện ra, không cách nào khống chế. Hiển nhiên, coi như là hắn trước có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng vấn đề là bây giờ, lúc này trước mắt một màn này, vậy vẫn là làm hắn không nhịn được tim có chút cuồng nhảy cỡn lên. Sắc mặt trắng bệch, khó tin. Hắn Nghiêm Hùng cả người lợi hại nhất, chính là vậy một đôi quả đấm, nhưng bây giờ, Trần Phi lại có thể lấy như vậy phương pháp không bị thương chút nào ngăn trở. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương trước nói ra được những lời đó, tựa hồ thật không có sai. Hắn Nghiêm Hùng, thật giống như thật là có chút không đủ tư cách. Không, ta không tin, rồi sau đó liền gặp vậy Nghiêm Hùng mặt đầy giữ tợn tâm trạng có chút mất khống chế đứng lên. Nhìn Trần Phi, hắn trong mắt lạnh như băng nói, làm sao, lấy là có thể ngăn trở ta một quyền thì không có sao. Nói cho ngươi, đây chẳng qua là ta 80% lực lượng mà thôi. Tiếp tục đi, ta Nghiêm Hùng không tự biết mình, ta đây muốn xem, ngươi tiểu tạp chủng này, có cái gì tư cách nói ra những lời này. Vậy Nghiêm Hùng sắc lệ nội cha hét lớn, hùng hổ dọa người. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả,
Trần Phi bình tĩnh nói. Mà vậy hắn càng như vậy bình tĩnh, liền đại biểu hắn sợ rằng trong lòng đã là có chút không thoải mái. Đối phương cái này hùng hổ dọa người thái độ, đích xác là làm hắn có chút không nhịn được. Cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, không chỉ là vậy Nghiêm Hùng sắc mặt biến, coi như là vậy mọi người vây xem, lúc này cũng có chút sắc mặt khác thường. Nhìn một chút Trần Phi, lại không nhịn được nhìn về phía vậy mặt đầy xanh mét Nghiêm Hùng. Hắn cái này thật nếu là bây giờ xoay người rời đi, không thể nghi ngờ mất mặt hơn. Hiển nhiên, vậy Nghiêm Hùng cũng là thật sâu biết một điểm này. Vì vậy, hắn dùng mình hành động thực tế, nói cho Trần Phi hắn câu trả lời. Tự gánh lấy hậu quả. Huynh hoàng ai cũng biết nói, bất quá, ta hôm nay là thật muốn xem, người có bản lãnh gì có thể để cho ta Nghiêm Hùng tự gánh lấy hậu quả. Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Vậy Nghiêm Hùng thô cuồng, hung ác trên gương mặt lóe lên xâm nhiên hàn mang. Khoát tay, khác một cái không bị Trần Phi tiếp lấy quả đấm bất ngờ tràn ngập kinh khủng kim quang, sắc bén vô cùng, cắt không khí, cót két vang dội. Hướng về phía Trần Phi đầu ngay đầu chính là bổ xuống. Hoàn toàn là muốn ghét người cử động. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được con ngươi rụt một chút. Bắn nhanh ra tinh mang. Hiển nhiên, coi như là bọn họ những thứ này người đứng xem, vậy tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Nghiêm Hùng lại có thể lại sẽ vào lúc này đột nhiên ra tay, toàn lực bùng nổ. Hơn nữa gần như vậy dưới khoảng cách, nhất định chính là tránh cũng không có biện pháp tránh thoát. Dù sao một quyền này nếu là đánh thật, chỉ sợ cũng coi như là yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên vậy loại da thô thịt dày yêu tu cao thủ, vậy được rơi được một cái trọng thương kết quả. Không cách nào may mắn tránh khỏi, bởi vì là đánh lén. Phải, hảo ngôn hảo ngữ ngươi không nghe, nếu không phải là tự tìm khó chịu, đúng không? Nhưng mà đối mặt với kinh khủng này, nguy hiểm, âm hiểm hèn hạ đánh lén, Trần Phi trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, mà là lóe lên một tia âm lãnh hàn mang. Nếu như là đột phá trước, đối phương bực này khủng bố cường thế, âm hiểm hèn hạ đánh lén, nhất định sẽ để cho hắn coi trọng, thậm chí chết. Có thể hắn bây giờ, cũng đã là xưa không bằng nay. Hô, một tiếng gầm nhẹ. Trần Phi bên trong thân thể tiểu viên mãn kiếm ý tựa như là sóng gợn vậy lao ra bên ngoài cơ thể, tản mát ra hư ảo khí tức kinh khủng, tràn ngập ở nắm đấm của hắn lên. Oanh! Một lần nữa chấn động, xa như vậy quá mức với từ trước 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí tựa như là nước lũ và mãnh thú vậy, mang theo cuốn nóng bỏng, kinh hãi cường hãn chập chờn, đồng dạng là ở ngay tức thì nhanh chóng ngưng tụ ở Trần Phi trên lòng bàn tay. Cùng vậy tiểu viên mãn kiếm ý bắt đầu dung hợp. Điên cuồng đè ép, nén. T, đó là, kiếm ý sao? Mọi người tại đây cũng có lai lịch, cho nên tầm mắt, kiến thức cái gì, đều không yếu. Rất nhiều người ở cảm giác được Trần Phi bên trong thân thể tản ra vậy đạo kinh người khí tức thần bí sau đó, cũng sắc mặt là kinh biến liền biến đổi. Cực độ rung động. Đứng ở bọn họ góc độ mà nói, kiếm ý, dù sao tuyệt không phải cái gì đùa giỡn. Rất nhiều trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1-2 trời. Chuyên tu kiếm đạo cao thủ, cũng không nhất định có thể lãnh ngộ đạt được. Cho nên ở rất nhiều người xem ra, kiếm ý, là cần tích lũy. Cần dùng thời gian rất miễn cưỡng chất đống, mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Cái gọi là trăm năm luyện kiếm, giác ngộ mai kia. Nói chính là như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể loại này kinh người đồ lại có thể sẽ xuất hiện ở Trần Phi như vậy một người trẻ tuổi trên mình. Tuy nói cái này ngược lại cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà, thân xác cường hãn, cộng thêm lĩnh ngộ kiếm ý. Như vậy tổ hợp nơi phồn sinh nhi ra, sau lưng đại biểu giá trị, cùng ý nghĩa, đó mới là kinh người nhất được không? Người bình thường sao có thể làm được yên tâm như thế hay ý, còn chiếm được kinh người như vậy thành quả? Cái này ở bất kỳ một người nào người bình thường xem ra, thật là hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Quái vật! Rất nhiều người theo bản năng liếm môi một cái, trong lòng hiện ra như vậy từ ngữ hình dung từ. Không sai, chỉ có quái vật hai chữ, mới có thể hoàn mỹ nhất hình dung ra bọn họ hiện ở tâm tình lúc này. Đây nếu là lại cho hắn một ít thời gian, lĩnh ngộ ra đại viên mãn kiếm ý, vậy còn có. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, gặp phải vậy Nghiêm Hùng đánh lén một trưởng vỗ xuống, Trần Phi cúi đầu, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lãnh đạm trước. Lóe lên lạnh như băng sáng bóng. Chợt liền gặp hắn khoát tay, đồng dạng cũng là một cái tay khác nghịch hạ lên, thật giống như cầu vòng sâu trời vậy, kiếm khí xé cùng ngang dọc,
đánh về phía vậy đánh tới Nghiêm Hùng kim quang bàn tay. Cái này, không, phốc suy. Gần như vậy dưới khoảng cách, vậy Nghiêm Hùng dĩ nhiên có thể cảm nhận được, Trần Phi cái này bỗng bùng nổ dưới lực lượng, là có kinh khủng dường nào. Cái này làm hắn không nhìn được sắc mặt đại biến đứng lên, hai tròng mắt lóe ra kinh hoàng, nhuệ khí thoáng qua bây giờ toàn bộ mất đi. Một khắc sau, hắn liền cảm giác được bàn tay mình bổ tới một khối bền chắc không thể gãy vật thể trên. Kinh khủng lực lượng theo sát phía sau tấn công tới, đem tay hắn cánh tay trực tiếp là ùng ùng phồng lớn, kéo dài mấy giây thời gian. Mấy giây sau đó, Nghiêm Hùng cánh tay kia lại trực tiếp là ở mọi người kinh hãi, chấn động ngay trong ánh mắt, run lên bần bật, không chịu nổi bị thua, cuồng liệt nổ tung, hóa là xương máu tán ở trong không khí. À, tay ta! Rồi sau đó vậy Nghiêm Hùng thảm thiết tiếng hí trực tiếp là vang tới. Mấy giây ngắn ngủi chung thời gian, hắn liền trở thành một cái cả người là máu người cụt một tay. Cái này, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt đại biến, rung động không dứt. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, mạnh như Nghiêm Hùng như vậy nhân vật lợi hại, lại bị Trần Phi phế bỏ một cái cánh tay. Cho dù là không thiếu lai lịch kinh người thế lực khắp nơi, hắn người dẫn đầu lúc này tất cả đều là có chút da đầu tê dại đứng lên. Thằng nhóc này, kết quả là người nào à? Lại có thể như vậy lợi hại. Vèo. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi thân hình lần nữa chớp động, lại còn không chuẩn bị dừng tay. Chỉ gặp hắn một khắc sau thân hình tựa như cùng là như quỷ mị xuất hiện ở Nghiêm Hùng trước mặt, đón đối phương vậy kinh hãi muốn chết tái nhợt ánh mắt, sắc mặt lãnh đạm một quyền đánh ra. Một quyền này, như cũng không có bất kỳ nương tay. Thoáng qua ở giữa trong không khí cũng vang lên kiếm khí cắt rời thanh âm, vô cùng khủng bố. Oanh! Trần Phi một quyền này, hung hăng đánh vào vậy Nghiêm Hùng trên lồng ngực, một quyền liền đem ngực đánh lõm xuống liền xuống, thân thể cuồng chấn, máu tươi cuồng phún, thân hình bay rớt ra ngoài. Bá! Bất quá ngay tại thân hình hắn mới vừa bay ra ngoài ngay tức thì, Trần Phi bóng người, cũng đã là lại lần nữa cấp tốc xuất hiện ở sau đó phương. Một cái quất chân lực lớn thế trầm đạp ra, đem vậy Nghiêm Hùng nửa phế thân thể trực tiếp là đạp đến nơi trên nền. Mặt đất chấn động, tầng tầng bắt đầu sụp đổ, sợ rằng lực lượng nói ít lan tràn đi ra ngoài mấy chục mét. Nhất thời, toàn bộ hiện trường chung quanh tiếng kim rơi đất có thể nghe. Yên lặng đáng sợ. Ngươi muốn xem ta có hay không tư cách dạy bảo ngươi, bây giờ, ngươi thấy được. Một cái chân dẫm ở vậy Nghiêm Hùng ngực, Trần Phi diễn cảm lãnh đạm nói. Đừng, đừng giết ta. Vậy Nghiêm Hùng lúc này là hoàn toàn bị sợ vỡ mật, đánh hơi được khí tức tử vong, nhìn Trần Phi, hoảng sợ yếu ớt rung giọng nói. Bị Trần Phi cái này liên tiếp chuỗi cuồng bạo dưới sự đả kích, hắn bây giờ, đã sớm là thương tích khắp người, khoảng cách tử vong cũng chỉ có nửa bước xa. Có thể đem hắn như vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay mấy chiêu bên trong đánh được gần chết, người nói hắn có thể không sợ, dám không sợ. Sinh mạng vô hạn tốt. Nếu không phải là thật hoàn toàn đi lên tuyệt lộ, ai muốn chết? Khẳng định không người sẽ nghĩ. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay không có chút nào ra mặt khuất nhục cầu xin, tha mạng, rất nhiều người đều là không nhịn được lòng nhọn cũng cuồng run lên một cái. Nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là có nồng nặc kiêng kỵ, theo kính sợ. Dù sao có thể một cái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay đánh được thảm như vậy, giống như là chó chết vậy. Không chúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, là tuyệt không thể nào làm được. Mà loại trình độ đó, đã là có tư cách làm rất nhiều trong cỡ nhỏ thế lực đều cảm thấy sợ. Như vậy cao thủ, bọn họ không chọc nổi. Không giết ngươi, Trần Phi cuối cùng vẫn là thu tay, lãnh đạm nhìn lúc này ở dưới chân hắn, thảm như chó chết Nghiêm Hùng. Nghiêm Hùng đã là sắp gặp tử vong, thân thể vậy cơ hồ bị hắn cái này hai quyền đầu đánh nát. Nếu không phải là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày cao thủ thân xác đủ quá cường hãn, lúc này, tên này tuyệt đối đã là hẳn phải chết. Bất quá may là như vậy, lúc này Nghiêm Hùng vậy là chân tránh gặp bị trọng thương. Loại thương thế này, coi như là có thể khôi phục, sợ rằng người vậy phế thất thất bát bát. Đời này cũng đừng nghĩ lại tiến thêm. Mà hiện trường này mọi người đang thấy Trần Phi như vậy hung hãn một mặt, nếu là không quan tâm, làm trên vách xem. Hiện vào lúc này bọn họ vậy vẫn là không nhịn được âm thầm hít hơi đứng lên. Có chút cảm giác ra đầu hơi tê dại ý. Quả nhiên, có thể gan dám như vậy coi trời bằng vung trêu chọc Nhan chân phái, không là tên điên chính là thực lực kinh người. Mà đây Trần Phi,
rõ ràng cho thấy thuộc về sau một loại người. Chính là không biết hắn rốt cuộc là thật có cùng Nhan Chân phái sức, vẫn là lúc này chẳng qua là băng bó mặt mũi mạnh chống. Chưa cho mình lưu cái gì đường lui. Bởi vì coi như là đơn giản như vậy phế bỏ trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày nghiêm hùng, có thể ở trong mắt mọi người, Nhan Chân phái vậy chưa tồn tại, vẫn là kinh khủng đồ vật khổng lồ, cao không thể leo tới. Không giết ngươi cũng được, bất quá ngươi không phải mới vừa nói ta không có tư cách. Bây giờ thế nào, ngươi cảm giác thế nào? Trần Phi ngẩng đầu lên, lại một cước đem vậy cả người là bị thương nghiêm hùng đạp đến nơi bản bên trong. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt lóe lên, nhìn vậy mặt đầy kinh hoàng cùng hối hận nghiêm hùng, nhàn nhạt cười lạnh nói. Có tư cách, có tư cách. Vậy nghiêm hùng mặc dù cảm giác mình cũng sắp không khí lực nói chuyện, nhưng là lúc này, hắn vẫn là mạnh chống đỡ ra lau một cái hiến mị nụ cười, mặt đầy máu run rẩy nhìn Trần Phi, nói. Hắn sợ mình một nhưng chỉ cần nói là chậm, dẫn được Trần Phi mất hứng, vậy hắn mạng nhỏ có thể hay không lúc này không có. À, gặp đối phương như vậy không có cốt khí, thấp kém tư thái, Trần Phi vậy mất đi tiếp tục động thủ tâm tư. Dù sao đối phương người đều đã phế, liền tối thiểu uy hiếp cũng sẽ không coi như là, cũng chỉ cũng không sao cả. Cút đi. Phịch. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là lại lần nữa một cước đem vậy cả người là bị thương nghiêm hùng đá bay ra ngoài. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Cẩm Minh chỗ ở phương hướng, đột nhiên cười nói, xin lỗi, Hoa Huynh, để cho ngươi chế giễu. Luôn là có chút không có mắt ngu si nếu không phải là tới gây chuyện. Lời vừa nói ra, Hoa Cẩm Minh môi không nhịn được hơi run lên. Rất nhiều người lại là không nhịn được mí mắt run lên, ánh mắt run run. Bởi vì bọn họ biết, Trần Phi lời này có thể không phải là đang nói cái gì nghiêm hùng. Mà hẳn là ở chỉ vậy Nhan Chân phái Dạ Thanh. Tối nay chàng này gợn sóng, tên kia, mới là chủ mưu. Mọi người đều biết phía sau màn thúc đẩy người. Bất quá, đây thật là không có mắt ngu si sao. Rất nhiều người một hồi im lặng, trong lòng xúc động. Sợ rằng, cũng chỉ có Trần Phi bực này coi trời bằng vung hạng người, mới dám nói ra lời như vậy chứ. Nhan Chân phái Nhan Chân một trong thất tử, Dạ Mạc đại nhân thân tử, Dạ Thanh công tử là không có mắt ngu si. Loại thuyết pháp này nếu như xuất từ những người khác miệng, không biết sẽ ngay tức thì đạt được nhiều ít châm chọc, nhiều ít cười nhạo. Nhưng bây giờ, vậy tương tự cử động cũng đã là không người nào dám biểu hiện ra. Bởi vì bọn họ á khẩu không trả lời được, nếu không, chỗ xa kia đã lâm vào hôn mê nghiêm hùng, có lẽ liền đem sẽ trở thành là bọn họ tiêu bảng, ký hiệu. Trần Động Chủ, người cái này thật đúng là, thật là làm người ta trợn mắt hốc mồm à, không nghĩ tới, người thực lực, lại có thể như vậy lợi hại. Xem trước khi tới Dạ Thanh bọn họ là bị ngươi lừa gạt. Nhưng vào lúc này, Hoa Cẩm Minh cuối cùng là có chút tỉnh táo lại, nhìn Trần Phi, thở dài nói. Hoa Huynh người cái này coi như có chút nâng đỡ ta. Vậy hai lão đầu mà vẫn là thật lợi hại, Trần Phi cười một tiếng nói. Nghe vậy, Hoa Cẩm Minh khóe miệng lại là vừa kéo. Nhan Chân thất tử màn đêm thủ hạ nặng đêm, đen trắng hai đêm, ở hắn Trần Phi trong miệng đánh giá, lại có thể cũng chỉ là chính là ba chữ, thật lợi hại. Đây nếu là nói ra, không biết sẽ lại có bao nhiêu người sẽ không nhịn được mắng hắn. Nhưng mà, đối phương người này thực lực, thật giống như vậy đúng là có nói loại nói này tư cách. Nghĩ đến đây, Hoa Cẩm Minh khẽ lắc đầu, đem vậy trong lòng nghĩ bậy toàn bộ quăng ra đầu. Đi theo liền gặp hắn nhìn về Trần Phi, diễn cảm lại lần nữa hơi có chút ngưng nhiên mở miệng nói, Trần Huynh, Dạ Thanh bọn họ bây giờ đang ở bên trong. Bất quá ngươi chắc chắn, thật muốn đi vào. Tới đã tới rồi, tại sao không đi? Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Nhưng mà, Hoa Cẩm Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là gặp hắn cắn răng hơi hạ thấp giọng, nói, nhưng mà, ta nghe nói Vân gia người vậy theo Dạ Thanh khuấy đến cùng nhau. Hơn nữa Vân gia tiếng tăm lừng lẫy cung phụng, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ Hoàng Liệt, nghe nói vậy đi theo. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên là một danh giới, trước sau vô luận là thân phận, hay hoặc là thực lực, cũng biết chênh lệch to lớn. Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu hỏi, Vân gia, cái nào Vân gia? Còn có cái nào Vân gia? Hoa Cẩm Minh cười khổ cười. Nói, Thành U Lang vị kia, Vân Chân Đan Vương. Tin đồn nói, cái này Hắc Phong Hạp tựa hồ theo Vân gia nói không thành,
cho nên trước thương lượng xong hôn sự bây giờ cũng tốt giống như không giải quyết được gì. Bất quá lần này Nhan Chân phái thật đúng là xuống máu bản, lại có thể liền Vân Chân Đan Vương cũng có thể lôi kéo đến. Như vậy phải không? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, yên lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng, vẫn là gặp hắn lắc đầu một cái, cười nói, đa tạ Hoa huynh nhắc nhở, bất quá, tối nay ta hay là chuẩn bị đi xem. Vậy ngu si thiếp mời cũng cho ta phát tới, nếu không phải đi, há chẳng phải là lộ vẻ được ta rất không có can đảm. Trần Phi cầm ra vậy giấy thiếp mời, ngón tay kẹp qua lại quơ quơ. Rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, quay đầu lại, hướng sau lưng nhẹ giọng hô, Thương Khôn, ngươi tới đây một chút. Dạ, chủ nhân, có gì phân phó? Thương Khôn lập tức đi tới. Ngươi bây giờ trước không cần đi theo ta, đi thanh thứ tiền bối nơi đó. Trần Phi mở miệng nói. Như vậy sao được, Thương Khôn lập tức lắc đầu một cái. Hắn rõ ràng Trần Phi ý nghĩa, nhưng mà, làm một người làm, hắn làm sao có thể đủ lâm trận chạy trốn. Ngươi nghe ta nói hết lời. Trần Phi lại kiên nhẫn mở miệng nói. Ngươi đến thanh thứ tiền bối vậy đi. Trần Phi lại mở miệng nói. Đến gần Thương Khôn bên tai, cuối cùng mấy câu nói trực tiếp là có chút nhỏ không thể ngửi nổi. Giống như con muỗi thanh. Kỳ quái chính là, lần này Thương Khôn không cự tuyệt nữa, mà là hai tròng mắt hơi có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ theo ngưng trọng trước lập tức xoay người rời đi. Chỉ gặp hắn chen vào trong đám người, rất nhanh. Hắn bóng người cũng đã là biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, Hoa Cẩm Minh con người hơi lóe lên, nhưng lại vẫn là không có hỏi nhiều. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, cười khổ nói, xem ra Trần Huynh trong lòng ngươi đã là có so đo. Vậy cũng tốt, vậy thì không nói những thứ này. Nếu không Trần Huynh ngươi bây giờ cho ta cùng nhau đi vào. Xem ở ta Tuyết Lâu mặt mũi, một ít con ruồi, thằng hề, hẳn sẽ hơi thu liếm chút. Trần Phi Thiên Phú. Tiềm lực, sức chiến đấu cũng tương đương đáng sợ, hắn để ở trong mắt, cho nên lúc này lần này cử động cũng coi là cố ý muốn kết giao. Chỉ bằng Trần Phi cái này cả người không kém gì ca ca hắn yêu nghiệt biểu hiện, thì hoàn toàn đáng hắn coi trọng đối đãi. Loại người này, nếu là có thể trước thời hạn lôi kéo, liền tương đương với đánh bạc. Một lần đầu tư, đem có thể được ích lợi vô cùng. Còn như Trần Phi theo Dạ Thanh, theo Nhan Chân phái ân oán giữa, mâu thuẫn. Hắn ngược lại không thế nào quan tâm. Dẫu sao sau lưng hắn dựa vào nhưng mà Tuyết Lâu, sau đó đó chính là Tuyết Vân Lâu. Nhan Chân phái muốn thành là thứ năm nhà thành U Lang đứng đầu cấp thế lực, vậy liền đã quyết định, bọn họ giữa song phương quan hệ, sẽ không như vậy hài hòa. Được, đa tạ Hoa huynh ý tốt, Trần Phi cười khẽ gật đầu, vậy không có cự tuyệt. Đối với đối phương thái độ, hắn để ở trong mắt. Trong lòng hiểu rõ là được. Sát theo, ở mọi người khẽ chấn động cùng ánh mắt kính sợ chính giữa, Trần Phi cùng Hoa Cẩm Minh đi sóng vai, hướng vậy sân chính giữa nhất năm tầng cao lâu đi. Ở nơi đó, chính là tối nay cái này gợn sóng hội tụ, sao chổi đụng nhau trung tâm nhất. Nhan Chân phái Dạ Thanh các người bây giờ đều đã ở đó. Tiểu tử, bỗng nhiên, trong thức hải truyền đến trận kinh không thanh âm. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức phụng trộm hỏi, tiền bối, thế nào sao? Lấy ngươi bây giờ thực lực, có lẽ đã đạt đến có thể thúc giục Bát Cung Huyền Tháp thấp nhất yêu cầu. Nếu là chân thực nguy hiểm, vậy Bát Cung Huyền Tháp cho dù là bại lộ, vậy không có quan hệ gì. Bất quá vậy ly chân lô tốt nhất là hơi thận trọng một ít. Trần Kinh không tựa hồ là đoán được Trần Phi dự định, lời nói hơi ngưng trọng mở miệng nói. Ngạch, Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó diễn cảm dần dần trở nên có chút ngưng túc đứng lên, chậm rãi đáp ta biết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Hắn quả thật có như vậy dự định, thật đem hắn cho ép, chẳng qua liền sử dụng ly chân lô thật tốt nháo một tràng. Ly chân lô nồng cốt là tử cực chân hỏa, đồ chơi kia liền nguyên đan chân quân cảnh tồn tại cũng có thể đốt chết, còn sợ dàn xếp không được loại này tiểu tình cảnh. Nhưng bây giờ Trận Kinh không nói nhắc nhở hắn, hắn vẫn là có chút thiếu cân nhắc. Ly chân lô địa vị là 21 nặng cấm chế mạnh nhất hoàng kim pháp bảo, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Coi như là nguyên đan chân quân cảnh cường giả vậy khẳng định động tâm. Mà Bát Cung Huyền Tháp thì bất đồng. 16 nặng cấm chế hoàng kim pháp bảo mặc dù chân quý, nhưng vậy còn chưa đến nỗi sẽ đưa tới trúc cơ chân nhân cảnh lấy thượng tầng dòm ngó, theo tham lam. Cái này một lên một xuống, tuyệt đối là giống như thiên uyên vậy chênh lệch. Bởi vì coi như là hắn lá bài tẩy dốc hết,
ở nguyên đan chân quân cảnh cường giả trước mặt, vậy vẫn là con kiến hôi. Đối phương một ngón tay là có thể đem hắn ung dung nghiền nát, không phí nhiều sức. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi đều cảm giác sau lưng, cổ ở giữa giống như là đột nhiên ra một tràng đại hãn. Dính, gió thổi lành lạnh. Trần huynh, chính là nơi này. Đi thôi, chúng ta đi lên. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên truyền đến Hoa Cẩm Minh thanh âm. Trần Phi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu một cái, một tòa khí phái, xa hoa 5 tầng cao lâu đã đến trước mặt hắn chỗ mấy mét. Nguyên lai là đã đến chỗ rồi à? Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi híp một chút, rồi sau đó tuét miệng cười một tiếng. Phải, vậy chúng ta bây giờ liền vào đi thôi. Vừa nói, Trần Phi cũng đã là bước vào vậy cao lầu cửa. Hoa Cẩm Minh ở sau lưng hắn, theo sát phía sau. 5 tầng cao lâu bên trong, 1, 2, 3 tầng đều là trống không, chỉ có tầng thứ tư mới bày thả, bố trí có bàn ghế, bất qua tổng thể vị trí số lượng nhưng cũng không nhiều, chỉ có 6 tòa mà thôi. Thậm chí cái này 6 tòa bàn ghế vị trí cũng còn không có ngồi đầy, rất nhiều bỏ trống ở đó. Nhưng bây giờ lúc này ngồi ở đó 6 tòa vị trí đám tu sĩ hoặc là yêu tộc, nhưng cùng một màu cơ hồ đều là cái loại đó rất lớn tuổi người. Khí chất bất phàm, hoặc là âm lãnh, hoặc là cường thịnh, hoặc là nóng bỏng, hoặc là cho người cảm giác trong lòng tê dại. Không nghi ngờ chút nào những người này cơ hồ tất cả đều là vô cùng là nhân vật lợi hại. Bọn họ 3-3-2-2 ngồi chung một chỗ, thấp giọng bàn luận cái gì, tựa hồ có riêng mình vòng. Nhưng vào lúc này, hơi có vẻ yên lặng nhà hàng thang lầu như miệng chính giữa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Có mấy người hơi nhẹ di một tiếng, hướng thang lầu lối vào nhìn một cái. Sau đó bọn họ liền thấy Thành U Lang khá là nổi danh Tuyết Lâu thiên tài Hoa Cẩm Minh, dẫn một vị dung mạo so với là người tuổi trẻ xa lạ đi vào. Hoa Cẩm Minh bọn họ biết, có thể dung mạo kia so với là người tuổi trẻ xa lạ là ai. Rất nhiều người nghi ngờ trong lòng, có chân mày nhưng hơi nhíu. Trong ánh mắt kia đi theo lóe lên lạnh lùng, châm chọc hàn mang vẻ. Tựa hồ, trong bọn họ có người biết người trẻ tuổi kia. Rực rỡ Minh Tiểu Hữu, vị này là, thay chúng ta giới thiệu một chút đi. Nhà hàng chính giữa, có người cười đứng dậy hướng Hoa Cẩm Minh hô. Tựa hồ cảm thấy Trần Phi vậy là thân phận gì không giống tầm thường nhân vật. Nếu không, lấy Hoa Cẩm Minh thân phận, há lại sẽ đích thân là người nọ dẫn đường. Mà như vậy nhắc tới nói, người tuổi trẻ, ngược lại đúng là có đáng kết giao cần thiết. Lấy hắn người là quy định, lúc này nhà hàng chính giữa tuyệt đại đa số người tộc tu sĩ hoặc là yêu tu, thực lực đều không yếu, thậm chí rất lợi hại. Nhưng nếu bàn về thân phận bối cảnh, đây cũng là bọn họ thế yếu. Bởi vì bọn họ đều cơ hồ cũng không có gì người lợi hại mạch cùng núi dựa, nếu không, bọn họ vậy không cần phải xuất hiện ở đây. Muốn ôm nhan chân phái bắp đùi. Cổ Mây lão nhi, ngươi lần này nhìn lầm chứ? Thằng nhóc kia, còn cần phải rực rỡ Minh công tử giới thiệu. Ta chỉ nói một chữ, tin tưởng chư vị ở đây liền hẳn đều biết hắn chỉ là ai. Tiểu tử, ngươi nói là chứ? Một đạo âm hiểm tiếng cười lạnh chen miệng vào. Mọi người hơi sững sờ, rồi sau đó ánh mắt kia liền đồng loạt hướng tầng lầu bên trong so với là góc trên một cái bàn nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc vào màu vàng nhạt đạo bào ông già khóe miệng nhỏ câu, nếp nhăn răng đầy xù xì trên khuôn mặt già nua tràn đầy châm chọc. Nghe vậy thấy vậy, Hoa Cẩm Minh khẽ nhíu chân mày. Sau lưng hắn người tuổi trẻ, cũng chính là Trần Phi, nhưng trên mặt thần sắc bình thản không sóng, căn bản không cái gì gợn sóng phập phồng. Giống như không nghe được lão giả kia nói. Thằng nhóc, ngươi dám coi thường ta. Thấy tình cảnh này, vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già trong ánh mắt lóe lên qua một tia hàn mang, sát theo nhìn Trần Phi lại đột nhiên cười lên. Tiếng cười tràn đầy châm chọc. Vẫn là nói, ngươi không dám để cho ta đem ngươi tên chữ nói ra. Lão kia người nhìn Trần Phi khinh miệt nói. À, Trần Phi rốt cục thì lãnh đạm lý tới hắn một câu, rồi sau đó bình thản không có gì lạ nói ta là Trần Phi. Làm sao, người đối với ta có cái gì bất mãn sao? Trần Phi ánh mắt hướng lão kia người quét tới, ánh mắt nhàn nhạt, một cổ áp lực như có như không, hướng đối phương liên tục đè đi. Nhất thời, vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già sắc mặt liền biến. Nhìn Trần Phi ánh mắt kinh nghi bất định. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể cũng chỉ là nhìn hắn một cái, lại có thể là có thể cho hắn như vậy áp lực. Cái này, tại sao, làm sao có thể,
Trần Phi, hắn chính là Trần Phi. Mọi người con ngươi không nhịn được ngưng ngưng, không nghĩ tới Hoa Cẩm Minh mang tới người trẻ tuổi này, lại chính là vậy Trần Phi. Nhan Trần phái Dạ Thanh công tử muốn phải đối phó Trần Phi. Tất cả mọi người đều không nhịn được con ngươi lại lần nữa nhanh tránh, nhìn vậy Trần Phi, ánh mắt lộ vẻ được có chút kinh nghi bất định, thậm chí, cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên, bọn họ thật không nghĩ tới tối nay cái này Hồng Môn Yến, Trần Phi lại có thể thật dám đến. Thứ hai, cái này Hoa Cẩm Minh biết rõ Dạ Thanh công tử theo thằng nhóc kia có thủ oán, còn đích thân đem mang vào tửu lâu này tới, cái này thì lộ vẻ được có chút ý tứ. Tức khắc ở giữa, một đôi tâm trạng không đồng nhất ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình quan sát tỉ mỉ. Hoặc là lạnh lùng, hoặc là âm hiểm, thậm chí mang theo ý định giết người. Dĩ nhiên, kinh dị cùng chấp động vẻ cũng là không thiếu. Tuy nói tối nay cái này thịnh hội, phỏng đoán tại chỗ tuyệt nhiều đại đa số người đều là ôm muốn, ôm Nhan Trần phái bắp đùi, loại này tâm tư tới. Nhưng cũng có phần nhỏ, tỉ như Hoa Cẩm Minh một loại người, nhưng là cũng không có cái loại đó tâm tư. Có lẽ ước chừng chỉ là muốn tới xem náo nhiệt một chút. Đối với người có cái gì bất mãn? Ha ha, nhưng vào lúc này, vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp hắn nhìn Trần Phi, có chút cười âm lãnh nói, trước không nói người có hay không tư cách để cho ta tiết quỷ bất mãn. Một cái người sắp chết, người bất giác được nói chuyện gì cũng lộ vẻ được tái nhợt, buồn cười không? Hắn tiết quỷ mặc dù bối cảnh không mạnh, nhưng dầu gì cũng là một vị hàng thật giá trị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay. Mà bây giờ, Trần Phi lại dám đối với hắn bất kính, thật là lẽ nào lại như vậy? Tiết tiền bối, ngươi lời này có phải hay không có chút quá xung động? Nói chuyện bất kinh cân nhắc, đây chính là không tốt lắm thói quen. Nghe vậy, Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng, Hoa Cẩm Minh lại đột nhiên trước một bước mở miệng nói chuyện. Diễu cợt nói. Nghe vậy. Vậy xù xì trên khuôn mặt già nua chất đống đầy nếp nhăn ông già mặt liền biến sắc. Hoa Cẩm Minh công tử, ngươi lời này, là ý gì? Ta tiết quỷ tự nhận là, trước kia hẳn không có đắc tội ngươi chứ? Hắn sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Không nghĩ tới mình chẳng qua là diễu cợt vậy người sắp chết đôi câu, Hoa Cẩm Minh lại dám liền đứng dậy. Tiết tiền bối, Trần Huynh là bạn ta, có thể ngươi mới vừa mới như vậy nói. Và theo ta Hoa Cẩm Minh làm khó dễ có cái gì khác biệt. Tối nay, ta mang Trần Huynh tới, là vì mang hắn biết vài bằng hữu, cái này cùng ngươi hẳn không có quan hệ gì chứ. Hoa Cẩm Minh nhàn nhạt nói. Sát theo, liền gặp hắn dẫn Trần Phi hướng vậy bắt đầu trước nhất lên tiếng hỏi hắn, bị tiết quỷ gọi chi là lạc cổ mây lão nhi, người nọ một bàn kia đi tới. Lúc này cái này trên bàn rượu đang ngồi ở ba người, hắn cùng Trần Phi hai người đã qua, năm người. Vừa vặn đem vị trí ngồi đầy, không nhiều không thiếu. Cổ Vân tiền bối, Lỗ Huynh, Trịnh Huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này là Trần Phi Trần Huynh, hắn là bạn ta. Hoa Cẩm Minh đầu tiên là dẫn Trần Phi hướng ba người giới thiệu. Rồi sau đó, liền gặp một chỉ một cái trước trên bàn rượu ba người, hướng Trần Phi cười nói, Trần Huynh, vị này là Cổ Vân tiền bối, vị này là Lỗ Huynh, vị này là Trịnh Huynh. Ba vị tốt. Trần Phi hơi giơ tay lên cười nói. Họ Lỗ nam tử cùng với họ Trịnh nam tử nghe vậy cơ hồ không phản ứng gì. Nhàn nhạt gật đầu một cái, rất tùy ý, không mặn không lạt, có lẽ đây hoàn toàn là xem ở Hoa Cẩm Minh mặt mũi. Thấy tình cảnh này Trần Phi không thể đưa hay không nhìn Hoa Cẩm Minh nhún vai một cái, khẽ mỉm cười. Xem cái này hai người từng cái tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang, tuổi tác cũng không lớn. Nhưng tối thiểu thật giống như đều là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tu vi. Cho nên, ở trước mặt hắn tựa hồ cảm giác mình rất có cảm giác ưu việt. Trần Phi không hiểu, vậy lười phải hiểu, bởi vì loại người này thực ra quá nhiều, vừa tích cực lại càng mệt mỏi. Ngược lại thì vậy tuổi hơi lớn một ít, Cổ Vân tiền bối, nghe vậy khách khí cười một tiếng. Nhìn Trần Phi thấp giọng nói, những người này đều muốn theo vậy Nhan Trần phái leo lên chút quan hệ. Trần tiểu huynh đệ ngươi tối nay nếu đã tới, cũng phải cẩn thận chút ít. Những tên kia nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách gây khó khăn ngươi. Hắn cùng hai người trước thái độ một ngày đầy đất, vô luận là thật lòng giả vờ, Trần Phi vậy vẫn cảm giác được đối phương thái độ. Đa tạ cổ tiền bối nhắc nhở, ta rõ ràng, vì vậy hắn thái độ vậy nhiều hơn mấy phần chân thành, cười nói. Nghe vậy vậy cổ mây hơi ngẩn ra, chợt khẽ mỉm cười một cái. Nhìn Trần Phi im lặng.
Trần Phi đúng không? Ta nghe nói ngươi có một lợi hại thần bí con rối, điều khiển nó, có thể cùng Nhan Chân phái đen trắng hai đem cũng chiến thành ngang tay. Ngược lại là hết sức may mắn à. Nhưng vào lúc này, vậy họ Lỗ nam tử đột nhiên mở miệng, cười nhạt, trong thanh âm không khỏi châm chọc ý. Hơn nữa hắn còn nhắc tới yêu thần con rối. Nguyên lai, ở bọn họ cho rằng chính giữa, Trần Phi thực lực có lẽ căn bản là không hề lợi hại, mà là mượn thần bí kia con rối, mới có thể cùng vậy đen trắng hai đem chiến thành ngang tay. Như vậy chiến tích, mặc dù lợi hại, nhưng là mượn ngoại lực, cũng không thể đủ làm bọn họ tin phục. Ngược lại, Trần Phi bối cảnh, tựa hồ cũng không có gì lợi hại hình bóng, cái này còn dễ dàng hơn làm bọn họ trong lòng sinh ra mấy phần khác thường tâm tư. Nghe vậy, Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Đối phương lời này mặc dù khó nghe, nhưng đích xác là nói thật. Trước, nếu không phải có thể mượn yêu thần khôi lỗi lực lượng, hắn cũng đích xác không phải vậy đen trắng hai đem đối thủ. Bất quá, bây giờ hắn không cũng đã là xưa không bằng nay sao? Ha ha! Đích xác, ta người này liền là vận khí tốt liền điểm. Bất quá Lỗ huynh như vậy một vị người tài, đến từ đất đai phương, vận khí hẳn so ta tốt hơn rất nhiều mới đúng. Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng. Họ Lỗ người tuổi trẻ nghe vậy chân mày ngay tức thì cau một cái. Đi theo liền gặp hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, yên lặng hồi lâu. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi đâu cái gì vòng. Vậy con rối, ngươi ra giá đi. Dĩ nhiên, ta Lỗ gia ở thành U Lang là tầng thứ gì, địa vị gì, ngươi cũng có thể đi hỏi thăm một chút. Tóm lại, phương diện giá tiền, sẽ không bạc đãi ngươi chính là. Họ Lỗ nam tử nhìn Trần Phi, trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nhìn kỹ, theo mũi nhọn, mơ hồ mang uy hiếp nói. Bọn họ Lỗ gia ở thành U Lang mặc dù cũng chỉ coi là một nhị lưu, nhưng là, tương tự với cái gọi là lớn địa phương cái loại đó kiêu ngạo tâm lý, bành trướng tâm tính, nhưng cũng để cho hắn trực tiếp là không đem Trần Phi loại này, không tên không tức giận, địa khu xa xôi thằng nhà quê, không đem không coi vào đâu. Huống chi, thằng nhóc này lại dám không biết sống chết đắc tội Dạ Thanh công tử. Nếu không phải bởi vì có Hoa Cẩm Minh ở đây, sợ rằng, bọn họ cũng lười được xem cái này người sắp chết người một cái. Không sai, ở bọn họ trong lòng, cũng cảm thấy được Trần Phi đã là một người chết. Tối nay loại tràng diện này, hắn chạy thoát mới là lạ. Nhất thời Hoa Cẩm Minh theo cổ mây chân mày hơi nhíu lại. Mà vậy một vị khác họ Trịnh nam tử chính là một chút không biết làm sao lắc đầu, cười nói, Lỗ huynh ngươi thật đúng là động tác khá nhanh à. Vậy con rối, vốn là ta cũng là muốn muốn. Cái này khôi lỗi đúng là có chỗ thần kỳ. Trịnh huynh, cái này con rối hay là để cho ta đi, trở về thành U Lang sau đó, ta sẽ cho ngươi một ít bồi thường. Vậy Lỗ huynh sắc mặt lạnh nhạt nói, thật giống như căn bản cũng không có cân nhắc Trần Phi có thể hay không bán cho hắn, mà là, đã đang quyết định vậy yêu thần khôi lỗi thuộc về, hắn hai người chúng ta, rốt cuộc là ai muốn. Vậy cũng tốt, nếu Lỗ huynh ngươi đều đã nói như vậy, cái này con rối, nhường cho ngươi cũng không sao. Bất quá, ta nhưng mà thấy thèm ngươi khối kia bích huyết đồng tinh rất lâu rồi. Vậy họ Trịnh nam tử cười tủm tỉm nói. Không thành vấn đề, bất quá, chính ta còn muốn lưu một nửa. Họ Lỗ nam tử gật đầu một cái nói. Được, một nửa cũng đủ rồi. Vậy họ Trịnh nam tử không chút do dự gật đầu một cái. Hai người bọn họ, ở nơi này tự thuyết tự thoại, tự biên tự diễn, thật giống như, hoàn toàn không đem Trần Phi cái này tránh chủ nhân coi vào đâu như nhau. Dạng khinh miệt, khinh thường thái độ, làm Trần Phi con ngươi hơi híp một chút. Hoa Cẩm Minh cũng là sắc mặt có chút khó coi. Hắn là Trần Phi giới thiệu bằng hữu, vốn là ý tốt, nhưng bây giờ, cái này họ Lỗ nam tử, họ Trịnh nam tử nhưng cuối cùng như vậy thái độ. Cùng vậy tiết quỷ các người không thể nghi ngờ. Cái này làm cho hắn Hoa Cẩm Minh trên mặt như thế nào có ánh sáng. Lỗ huynh, Trịnh huynh, vậy con rối chính là Trần huynh vật. Có bán hay không? Quyền quyết định ở chỗ chính hắn. Đi theo liền gặp Hoa Cẩm Minh sắc mặt có chút khó khăn xem, nói. Ha ha, Hoa huynh người cái này thì quá lo lắng. Vậy họ Lỗ nam tử cười lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, trong con người thoáng qua một tia hàn mang cùng cảnh cáo, nói Trần huynh khẳng định vậy nguyện ý đem vậy con rối bán cho ta, đúng không? Ừ, ta vậy con rối bây giờ đích xác là có thể bán. Trần Phi mở miệng cười, giơ lên một ngón tay. Nhìn vậy họ Lỗ nam tử cười tủm tỉm nói, một kiện pháp bảo, ta liền đem ta vậy con rối bán cho ngươi, như thế nào, cuộc mua bán này rất tính toán chứ.
Nghe vậy vậy họ Lỗ nam tử sắc mặt bỗng nhiên tối sầm, nhìn Trần Phi, ánh mắt giống như là bao hàm lưỡi đao, lạnh lùng nói, một kiện pháp bảo, người đang đùa ta. Người cảm thấy ta Lỗ đang ta rất dễ nói chuyện, rất tốt chọc. Hắn nếu có thể có một kiện pháp bảo, còn mua cái rắm cái gì con rối à? Một kiện pháp bảo, cho dù là cấp bậc thấp nhất cái loại đó, cũng có thể làm cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ, uy hiếp. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng. Nhìn vậy họ Lỗ nam tử Lỗ đang nhàn nhạt nói, xem ở Hoa huynh mặt mũi, ta cho ngươi chút mặt. Hoa huynh, chúng ta đi thôi, xem ra cái này hai vị tựa hồ cũng không hoan nghênh ta. Vừa nói, Trần Phi liền từ vậy chỗ ngồi trực tiếp đứng dậy. Ha ha, được rồi. Hoa Cẩm Minh vậy hiển nhiên là biết bầu không khí không đúng. Nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn vậy Trần Phi có chút xin lỗi gật đầu, vậy cũng tốt, Trần huynh, những thứ khác trên bàn rượu tài tuấn bên cạnh bối, ta cũng là người giới thiệu một chút. Quyền làm quen biết một chàng. Quen biết một chàng, Hoa Cẩm Minh công tử, đừng trách ta lắm mồm, thằng nhóc này, chỉ bằng hắn, bất quá là dựa vào thần bí kia khôi lỗi lợi hại, mới theo Hắc Bạch Nhị lão đánh ngang tay, loại người này, có thực lực gì? Có thân phận gì, dựa vào cái gì theo chúng ta quen biết kết giao. Có thể nhưng vào lúc này, nghe được Hoa Cẩm Minh mà nói, cách đó không xa vậy thì trên bàn Tiết Quỷ trực tiếp là lên tiếng lần nữa nói. Trên mặt thần sắc khinh miệt, giễu cợt, mang hỏi ngược lại giọng. Hơn nữa lời vừa nói ra, còn đưa tới rất nhiều người phụ họa thanh. Không sai, Hoa Cẩm Minh công tử, lấy ngươi thân phận, vì sao phải và loại này thằng nhà quê khuấy chung một chỗ? Bất giác được có mất thân phận sao? Đúng vậy, liền hắn loại này không biết sống chết mặt hàng, lại dám không biết tự lượng sức mình trêu chọc Nhan Chân phái, trêu chọc Dạ Thanh công tử, chết không có gì đáng tiếc. Hắn bất quá là dựa vào thần bí kia khôi lỗi lợi hại, mượn ngoại lực, mới cùng vậy Hắc Bạch Nhị lão đấu thành ngang tay. Có thể nếu là không có vậy con rối đâu, chỉ bằng hắn, coi là cái gì? Ha ha, và bọn ta căn bản không ở một tầng thứ. Chính là như vậy. Hoa Cẩm Minh công tử, chúng ta đồng ý ngươi thân phận, thành U Lang Tuyết lâu một trong thiên tài, có thể hắn coi là cái gì? Cổ ngữ có nói, rồng cùng rồng giao, rắn cùng rắn nhập bọn. Một cái nhỏ yếu rắn xông vào rồng trong đám, ha ha, sẽ bị trực tiếp là nuốt ăn chưa? Rất nhiều người trực tiếp là lạnh lùng châm chọc lên tiếng. Quần khởi mà công, rất là trực tiếp. Bất quá bọn họ lời nói lại hết sức khôi hài, dựa vào ngoại lực. Dựa vào thần bí kia khôi lỗi lợi hại, thật nếu là giữ loại thuyết pháp này mà nói, tại chỗ ít nhất 8-9 thành người cũng được đồng dạng là như vậy. Pháp khí không phải ngoại lực, phù lục không phải ngoại lực, đan dược không phải ngoại lực, bí bảo không phải ngoại lực. Cái này kiểu đồ thực ra quá nhiều, cho nên loại thuyết pháp này bản thân căn bản liền không đứng vững. Là khôi hài lời bàn. Bất quá bọn họ bây giờ mục đích chủ yếu nhất là quần khởi mà công Trần Phi. Tốt đưa đến lấy lòng Nhan Chân phái, lấy lòng màn đêm mục đích. Cho nên như vậy hai ngọn, như vậy ngu đần lời bàn, vậy thì chẳng có gì lạ. Không chỉ là, vạn vật đều là tính mục đích rất mạnh loài. Dù sao chỉ cần đối với bản thân có lợi là được, còn như Trần Phi, dựa vào cái gì muốn chiếu cố đến cái loại đó hương ba lão cảm thụ. Hắn xứng sao? Dựa vào khôi lỗi lợi hại. Ha ha, Hoa Cẩm Minh giận dữ ngược lại cười. Sẽ dùng một đôi quả đấm, có thể trực tiếp đem vậy Kim Vân Cung Nghiêm Hùng cho đánh phế. Loại người này, người nói cho hắn là dựa vào ngoại lực, mình không có thực lực. Loại này lời bàn, không có chút quá khôi hài sao. Hoa huynh, chánh chủ nhân cũng còn chưa tới, một đám rác dưới ở nơi này dương nanh múa vuốt mà thôi, xem là được. Và bọn họ giận dỗi có thể tội gì, nhưng vào lúc này Trần Phi loãng mở miệng cười. Hắn bây giờ tâm tính rất tốt. Rồng cùng rồng giao, rắn cùng rắn. Thật giống như đích xác là như vậy. Lời này bình thường. Càn rỡ. To gan. Ngươi nói gì? Nhất thời, mọi người sắc mặt khá làm khó kham. Bị Trần Phi đâm trúng vết sẹo. Bọn họ cái này nhóm cường giả, lại có thể được gọi chi là rác dưới. Dương nanh múa vuốt, đây là bực nào làm nhục. Giỏi một cái tiểu xúc sinh. Miệng ngược lại là thật lợi hại. Có người lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hàn mang lóe lên, nhìn người nọ một cái, đối phương chính là vậy họ Lỗ nam tử Lỗ Đang. Ánh mắt kia, để cho người nọ cảm giác phá lệ lạnh. Được,
giỏi một cái, một đám rác rưởi ở nơi này dương nanh múa vuốt. Nếu ngươi như vậy tự tin, vậy thì do ta đi thử một chút ngươi cân hai, xem, ngươi kết quả có hay không tư cách nói như vậy. Có người cười lạnh một tiếng, là một tuổi tác không tính là rất già người áo bào cho. Chỉ gặp trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn phun trào ra, dẫn dỗi rãnh khí cũng làm run lên. Cuối cùng vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Vô cùng cường hãn. Phịch. Một cổ cường hãn hơi thở bộc phát ra, trong tay người kia nguyên bản bưng ly rượu trực tiếp là bị một đoàn kinh người linh khí bao vây ở, dần dần kéo dài. Người trưởng huy động, nhất thời trong tay bị kéo dài ly rượu linh quang giống như là mũi tên nhọn, trường mâu vậy, hung hãn hướng Trần Phi đâm tới. Cái này, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, mọi người tại đây ánh mắt đều là hiện ra cười lạnh. Người xuất thủ có chừng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp thực lực, Trần Phi cũng không thời gian sử dụng thần bí kia con rối, như vậy thế yếu dưới, cho dù là không chết, vậy nhất định sẽ nửa tàn. Trần Phi con người rét lạnh hàn, vẻ hung ác vẻ chậm rãi nổi lên. Ông, vân không trong sinh ra một đoàn tam dương chân hỏa, đem ly rượu kia cùng với kéo dài linh quang, ngay tức thì hòa tan hết. Cái gì, người xuất thủ kia con người đông lại một cái, giật mình nói. Hiển nhiên, hắn trước không hề cho rằng Trần Phi lại có như vậy thực lực, có thể như vậy hời hợt tiếp hắn âm thầm mưu đủ toàn lực công kích. Mọi người con người cũng là hơi chăm chú, bởi vì Trần Phi lúc này nơi bày ra thực lực, có chút vượt quá bọn họ trước khi dự đoán. Không phải nói, thằng nhóc này là dựa vào vậy con rối mới lợi hại sao? Nhưng bây giờ cái này... Nhưng mà bọn họ lúc này trong chớp nhoáng này trong lòng cũng rung động, cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngay sau đó, hơn nữa làm bọn họ rung động, càng làm bọn họ hoảng sợ sự việc, nhưng lại cùng xảy ra. Không, ngọn lửa này là thật. Một đoàn kinh khủng lửa cháy bừng bừng bỗng ở giữa xuất hiện ở vậy động thủ người bên người, cơ hồ là ngay tức thì, liền đem cả người hoàn toàn nuốt vào. Cùng người nọ một bàn còn sót lại mấy người thần sắc đồng thời đại biến. Con người sợ hãi, bóng người không chút do dự nhanh chóng lóe lên vài mét xa. Mà cũng chính là vào lúc này, kinh khủng kia ngọn lửa biến mất, chợt mọi người cơ hồ là tất cả đều con người kinh hãi nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vèo 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 chui lên cột xương sống. Cả người hiện lên lạnh như băng. Phịch, người xuất thủ kia hóa là một đoàn than cốc, thẳng tắp ngã xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang, rung động mọi người tại đây ánh mắt theo lòng nhọn. Đã hoàn toàn mất đi tiếng thở. Cái gì? Đám người trong mắt đều là cứng đờ, khó tin. Chết! Một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chết. Đám người trong lòng hung hãn co quắp hạ. Vậy đột nhiên xuất hiện khủng bố ngọn lửa, bọn họ không biết là cái gì, nhưng là, liền ngọn lửa này lại có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ như vậy dễ dàng đốt chết. Ngươi lại dám giết người. Sốt cuộc có người lên tiếng, có chút rung động, trong lời nói mang tất cả là lạnh thấu xương sợ hãi, theo chất vấn. Tiểu súc sinh này, lại dám ngay trước mọi người giết người. Dương nanh múa vuốt rác dưới mà thôi, chết một người hai cái có quan hệ thế nào? Ngươi muốn không muốn vậy thử một chút, Lỗ huynh, nghe vậy, Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về vậy lên tiếng người mở miệng. Là vậy Lỗ đang, Lỗ ngay mặt sắc ngay tức thì đổi được vô cùng khó xem. Vậy rất khó chịu. Trần Phi lúc này cường thế, làm hắn cứng rắn là không dám mở miệng nữa đem lời đề tiếp theo. Đây không thể nghi ngờ là nhất làm hắn mất hết mặt mũi địa phương. Chuyện hôm nay, nếu như truyền đi, hắn Lỗ đang sợ rằng sẽ trở thành mỉm cười chui. Hắn Lỗ đang, lại sẽ bị một tên nhà quê uy hiếp được không dám mở miệng nói chuyện. Đây là bực nào mất mặt, bực nào sỉ nhục. Rồng cùng rồng dao, rắn cùng rắn ngũ. Quả nhiên là nhân trung chi long, lại có thể liền lời cũng không dám tiếp, thật là lợi hại, tấm tắc. Thấy vậy Trần Phi đập đi một chút miệng, nhàn nhạt giễu cợt nói. Thanh âm lộ vẻ được cực kỳ châm chọc. Mới vừa rồi những người này còn từng cái lớn tiếng như vậy, trầm bổng, di chỉ khí vung, chỉ điểm giang sơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Yên lặng theo con chó nhỏ như nhau, cũng là lợi hại. Thật là to gan, dám đánh Dạ Thanh công tử trong yến hội giết người. Người cách cái chết không xa. Sốt cuộc, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nhưng là một vị cả người khoác hắc bào ông già lạnh lùng nói. Mắt lộ ra hung quang. Hắn có chút cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên thực lực, ngược lại không sợ Trần Phi.
Trần Phi xoay người lại, nhìn vậy người nói chuyện, hàn mang lóe lên, cho người cảm giác phá lệ khí chất lạnh như băng. Một khắc sau, nhàn nhạt bốn chữ, từ hắn trong miệng không mặn không lạt khạc ra. Sát nhàn nhạt ý định giết người. Nghịch không kiếm trận. Oanh! Một cổ cuồng liệt lực lượng bỗng xuất hiện, ngưng tụ thành kiếm trận, lại trực tiếp là đem vậy người nói chuyện hoàn toàn kéo vào trong đó. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng kiếm khí ở đó kiếm trận chính giữa điên cuồng thí giết. Nghịch không kiếm trận, Tam Dương kiếm điển lợi hại nhất công phạt thủ đoạn. Bây giờ, Trần Phi cuối cùng là có thể dùng chính hắn lực lượng đem bày ra. Làm một công phương pháp trung cực thủ đoạn, nghịch không kiếm trận lợi hại, không thể nghi ngờ. Rào rào! Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn lại có thể hướng một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay động thủ trước. Hắn lấy là hắn có thể thắng. Đi mau, cái này hai người thật nếu là đánh, từ lâu này tổng sợ sẽ bị hủy đi. Đáng chết, tiểu súc sinh này nhất định chính là một người điên. Mọi người một hồi xôn xao, sắc mặt biến đứng lên. Đổi được hết sức khó khăn xem. Có thể một chiêu đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ đốt chết, cho dù là không muốn thừa nhận, nhưng tiểu súc sinh kia hẳn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên không thể nghi ngờ. Mà hai vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay thật nếu là đánh, ảnh hưởng đến mực nào lớn. Đến lúc đó, đừng nói là từ lâu này, sợ rằng phạm vi này mấy chục mét bên trong, cũng phải bị san thành bình địa. Thành là phế tích. Nhưng vào lúc này, vậy phát ra chập chờn làm run sợ lòng người kiếm trận, lại có thể bỗng nhiên tản ra. Cái gì, mọi người tại đây trước vẫn là thần sắc ngẩn ra, có thể sau đó, một giây kế tiếp, vẻ kinh hãi muốn chết vẻ liền giống như là mộng yểm vậy điên cuồng xông lên bọn họ gò má. Rồi sau đó, bọn họ sắc mặt liền hoàn toàn là mất khống chế đứng lên, gương mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, con người xúc tới mũi châm. Bành một tiếng rên, một đạo cả người là máu bóng người chút nào không một tiếng động ngã xuống đất. Bực nào tương tự một màn. Nhưng lúc này đây, nhưng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay à. Cái này, điều này sao có thể à? Tất cả mọi người tại chỗ triệt để an tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.